nữ chiến thần vô tình bị truy sát, lao vào một nơi để trốn, không ngờ phát hiện đầu bếp của quán trọ lại dùng đao sát thần để thái hành. Em muốn tiến lên xác nhận thật giả, không ngờ bị chàng trai kéo lại. Điều này khiến nữ chiến thần kinh ngạc, bản thân là nữ chiến thần số 1 đại hạ, lại không thể phản kháng trong tình huống này. Chàng trai rất tài năng nhưng chính anh cũng không biết, hóa ra thân phận thật của anh chính là thiếu chủ của Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu có 4 vị thần tướng của đại hạ bảo vệ, sức mạnh không ai sánh bằng. À, chàng trai mới chỉ 20 tuổi đã đạt tới đỉnh cao thần giới, chủ cũ không muốn anh sớm phi thăng nên đã phong ấn trí nhớ anh, chỉ để lại 4 thần tướng bảo vệ anh ta. Vì thế trong mắt anh chỉ là tên nghèo mở quán trọ, hôm nay cuối cùng cũng có khách, anh ta sao để mất cơ hội kiếm tiền, nên vội vàng hỏi khách muốn tổ chức đám tang hay đám cưới. Quán trọ đảm bảo chất lượng tuyệt đối, và nữ chiến thần thật sự có việc cần nhờ vả. Hóa ra 4 vị thần phương Tây, thần rắn Ấn Độ Alibaba, nữ hoàng bóng tối, rớt chúa tể của vạn thần và thiên thần Michael, cùng nhau xâm lược đại hạ, muốn cướp đoạt long mạch của đại hạ về cho mình. Khi họ sắp thành công, một thanh kiếm lớn từ trên trời giáng xuống, chính là nữ chiến thần nhận được tin và kịp thời đến để bảo vệ long mạch đại hạ. Nữ chiến thần ngay lập tức đấu với họ, nhưng khó lòng chống lại kẻ thù. Trước cuộc tấn công của 4 vị thần xấu xa, nữ chiến thần không phải đối thủ, bị đánh hộp máu, anh phải tạm thời chạy trốn. Vừa mới chạy đến đây liền phát hiện ra quán trọ bí ẩn. Nghĩ xong, nữ chiến thần liền thăm dò nói muốn tổ chức đám tang. Đám tang 200, ít quá, không làm. Nào ngờ điều này làm nữ chiến thần sửng sốt. Cô ấy nghĩ rằng để thần đao xuất thủ cần 200 tỷ, chỉ có thể ngượng ngùng nói mình không có tiền. Nhưng anh nhìn cô mặc quần áo lộng lẫy, không ngờ rằng 200 đồng cô cũng không có. Muốn gì mà 200 đồng, ta vừa mới mở hàng, sao có thể dễ dàng mất khách. 100, chuyện này cứ để ta lo. Cô nương à, tôi có thể giảm giá cho cô, chỉ còn 150, việc này sẽ xong. Nhưng tay nữ chiến thần nghe thấy cần 150 tỷ. Cô bối rối đứng im tại chỗ, khi chàng trai nhận ra 150 đồng cô cũng không có định đuổi khách đi. Nữ chiến thần vội lấy ra thứ đại diện cho mình, hãy coi lệnh bài này làm tài sản. Anh không mảy may quan tâm, lập tức nhận lấy. Bằng vàng, coi như tôi thiệt một chút. Đi thôi, đi nào, Big Mao. Sau khi cậu nhóc đi, nữ chiến thần muốn cảm ơn thần đao, nhưng hắn lại bảo cô im miệng, nói rằng thân phận của mình nhất định không được để lộ. Sau đó bảo nữ chiến thần dẫn đường. Vừa đến chiến trường, ác thần đối diện đã chế nhạo cô, đã yếu lại còn ra gió. Nói xong thì ra tay hạ gục cô, nhưng thấy một tia sáng giáng xuống, đẩy hắn lùi xa 100 mét. Sau đó thần đao xuất hiện lơ lửng trong không trung, nhận ra đối thủ đáng gờm, ba ác thần khác cũng lần lượt xuất hiện. Hôm nay thần đao đứng đây, các người hãy lo lắng cho mạng sống của mình trước đi. Thần đao, tên đầu bếp này cầm theo một con dao giết heo, dám tự xưng là thần đao trước mặt bọn ta. Thiên Cơ Lâu đã sớm biến mất, chủ nhân Thiên Cơ Lâu cũng không còn sống, không còn tên phế vật đó, hắn đã không còn trên đời này. Long mạch của đại hạ sẽ nằm trọn trong ta tứ đại ác thần bọn ta. Đừng nói là hắn đã chết, khi tứ đại ác thần ở đây, ngay cả khi chủ nhân của Thiên Cơ Lâu sống lại từ cõi chết cũng không thể làm gì được. Cô nàng cánh gà này đã nói xong chưa? Đùa cợt với Thiên Cơ Lâu. Đao, không lẽ ngươi thực sự là thần đao? Đao, tạ ơn thần đao, như vậy anh đầu bếp đã vô tình cứu cả đại hạ quốc. Nữ thần chiến binh cũng nợ anh một ân tình lớn, và anh chàng này vẫn đang mừng thầm vì cuối cùng cũng kiếm được tiền. Đúng lúc đó, vị hôn thê gọi điện đến, nói, mai là sinh nhật bố cô, và yêu cầu anh chàng đến sớm. Sau khi cúp điện thoại, anh liền ra lệnh cho những vị thần trong cửa hàng chuẩn bị một món quà đẹp cho bố vợ, dù sao thì nhà bố vợ cũng là một gia đình quyền quý. Sau đó lại nghĩ đến việc mang rượu tự nấu cho bố vợ thử, không hề biết rằng đây là rượu có thể kéo dài tuổi thọ. Ngày hôm sau, chàng trai vừa đến cửa khách sạn nơi tổ chức tiệc mừng thọ, liền bị nữ chiến thần chặn đường để cảm ơn. Sau khi từ chối lời đề nghị của nữ chiến thần, anh vội vã tiếp tục đến nơi tổ chức tiệc. Hóa ra sinh nhật của bố vợ và tiệc mừng chiến thắng của đội Long Kỵ quân cùng chung khách sạn, nữ thần chiến binh đã sai thuộc hạ gửi một món quà mừng để thay mặt. Trong khi đó, chàng rể mới đến dự tiệc sinh nhật, nhưng lại bị em rể trách móc, anh là phế vật, đến muộn không mang theo quà, bảo anh chàng không xứng đáng ngồi bàn ăn, chỉ xứng đáng ngồi cùng Golden. Hôn thê liền đứng ra quát em trai đừng quá đáng. Ai ngờ mẹ của vị hôn thê cũng ra mặt bênh vực cậu em, nói rằng anh chỉ là kẻ vô công dỗi nghề, bất tài, không xứng bước vào cửa nhà họ Giang. Vị hôn thê tức giận không biết phải làm sao. Chàng trai lợi dụng cơ hội vội nói mình đã mang quà đến. Nói xong, hai vị thần ở quán trọ bước vào, quà thần đã được chuẩn bị xong, sẽ được giao ngay. Thật không ngờ, tên phế vật này cũng chỉ ra khá nhiều để mua một món quà tầm thường, còn mời diễn viên đến,
để có một chút mặt mũi ở nhà họ Giang. Còn thuê một diễn viên nữ xinh đẹp như thế, chắc chắn đã tốn không ít tiền. Thật đáng tiếc, tầng lớp thấp vẫn là tầng lớp thấp, dù có mời đến 10.000 người, cũng không thay đổi được bản chất nghèo nàn của anh. Hôm nay tôi muốn xem thử, tên nhóc vô dụng có thể mang đến món quà gì. Tiêu tiền thì sao chứ, cũng chẳng qua là sự bố thí của nhà họ Giang chúng ta. Cái nhà trọ rách nát mà anh ta mở, nếu không có em gái Nhược Nhi giúp đỡ mấy năm nay, anh ta đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi. Lấy đâu ra tiền mua quà? Anh đang làm gì vậy? Tôi đã nói với anh rồi, chỉ cần chọn một món quà được là được rồi. Sao lại còn mời diễn viên đến đây nữa? Ôi trời, họ là nhân viên trong tiệm tôi mà. Tôi chỉ bảo họ chuẩn bị quà cho tôi. À đúng rồi, còn có rượu do tôi tự tay ủ, khó mà thấy được ngoài thị trường, hương vị cũng rất tuyệt. Tôi còn rất nhiều khách hàng thân thiết nữa. Cái gì, tôi không nghe lầm chứ? Anh tự tay làm sao? Nhược à, cô tìm được bạn trai này, không phải đang đùa với chúng ta chứ? Trước mặt bao nhiêu gia tộc, quý tộc đến mừng sinh nhật ông già, mà món quà lại là đồ tự làm, đồ rác rưởi, sợ rằng cô cố tình làm nhục nhà họ Giang của chúng ta. Không, Trần Đường không cố ý, thế thì anh ta cố ý làm bẽ mặt nhà họ Giang. Anh ấy, trước khi ta phát hỏa, mau bảo anh ta cút ra ngoài, đừng ở đây bẽ mặt. Cha, đừng vội mà, Trần Đường đã có lòng như vậy, chúng ta xem thử anh ấy tặng quà gì. Tôi lớn thế này rồi, chưa từng thấy món quà vô dụng như thế này. Biết đâu bên trong còn có bảo vật gì đó. Tôi muốn xem thử món quà vô dụng này có gì đặc biệt. Mang quà đến đây đi, quà chúc thọ đã đến. Chúc mừng lão gia nhà Giang, thọ tỷ Nam Sơn, đặc biệt tặng một căn biệt thự tại Thang Thần Nhất Hào Viện, một chiếc siêu xe Maybach trị giá hàng triệu, một núi vàng sinh thọ, một cặp ngọc bích như ý. Những món đồ nhỏ nhặt kia, các người làm sao mà mang ra được chứ? Thang Thần Nhất Hào, đây thật sự là trị giá hàng triệu, biệt thự cao cấp. Không ngờ anh ta lại hào phóng như vậy. Không phải nói bạn trai của Giang Nhược là một kẻ dựa hơi sao? Những thứ này cộng lại phải hơn chục tỷ rồi. Trần Đường, những thứ này đều do anh tặng à? Ờ không phải. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đúng vậy, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? À cái này. Chị Phù Dung, sao chị chuẩn bị những thứ lặt vặt này? Không phải bảo các người mang những chai rượu đó sao? Các người điên rồi, sao lại nhiều như vậy? Thế, những thứ này có giá trị không? Giá trị vài tỷ. Anh làm đầu bếp lương 2.000 một tháng, mà lại coi thường sao? Nói gì đi chứ, những thứ này đều là do anh mang tới à? Ái chà, ông chủ chúng ta rất hào phóng vì cô đấy. Có là gì đâu. Đúng vậy, chẳng là gì cả. Phù Dung có khi nào đã thế chấp hết đất đi rồi không? Thế chấp đất đi cũng không đủ đâu. Đừng đứng ngẩn ra đấy, mau đem quà đưa cho ông lão đi. Chắc chắn là không thể nào, một kẻ vô dụng như anh làm sao có thể giàu như vậy. Quà mừng đó bày trước mặt rồi, còn gì là không thể nữa. Đây là hàng tỷ đồng, anh nói xem tôi bây giờ nên ngồi bàn nào đây. Một người tầm thường cũng muốn ngồi chung bàn. Anh cũng xứng sao? Xin lỗi bác, cháu đến muộn, làm mọi người phải đợi. Không muộn, chỉ cần cháu đến là tốt rồi. Trường Sâm à, cháu xem, các vị khách trong đại sảnh này, ai mà không muốn ngắm nhìn phong thái của phó thống lĩnh Long Kỵ Bắc Giang. Nếu cháu không đến, thì ai dám bắt đầu buổi tiệc? Không hổ danh là thống lĩnh một sao của đại hạ, quả nhiên là tài ba xuất chúng. Có Long Kỵ Bắc Giang làm hậu thuẫn, nhà họ Giang ở Thượng Kinh có thể đi ngang mà không sợ ai. Chẳng những thế, nghe người nhà họ Giang nói, thống lĩnh Vương, dù là ở Đỗ Lăng Phi, trước mặt tướng quân Đỗ, cũng là người được sủng ái nhất. Nhà họ Giang này, phát đạt rồi, chồng à. Tôi từng gặp người ăn trực uống trực, nhưng thật sự, chưa từng gặp, cả quà cũng phải xin. Ý gì đây, những thứ này, là thứ mà tên nhóc này, có thể mua được sao? Anh Vương, xuống đi. Những thứ này đều là tôi đích thân
chọn làm quà cho bác trai, người nghèo như anh, giả tạo, lại nói là của mình tặng. Thật đúng là hạng người thấp hèn, không tự mua nổi, còn phải xin của người khác. Tôi đã nói mà, một kẻ vô dụng sống nhờ nhà họ Giang, bị bỏ rơi, làm sao có nhiều tiền đến vậy, hóa ra là mượn quà của người khác, để lấy tiếng cho mình. Chị gái, chị nhìn rõ chưa, đây chính là người chồng mà chị chọn, đúng là không biết xấu hổ. Trần Đường, anh đang làm gì vậy, tự mình tay không đến, cũng thôi đi, lại còn nhận vơ quà của người khác, anh còn chê mình, trước mặt người nhà ta, chưa đủ mất mặt à, không phải đâu Nhược Nhi, đừng nói nữa. Cha ơi, Trần Đường, dạo này anh ấy có chút, bận rộn không thể rảnh tay, Nhược Nhi à, không phải thế, các người làm cái gì vậy, quà mà tôi bảo các người chuẩn bị, làm sao, đủ rồi. Anh tự mình không chuẩn bị, cũng thôi đi, lại còn trách người khác, anh bây giờ sao, như thế này rồi, tôi. Anh hãy xin lỗi, cha mẹ tôi trước đã, cầu xin họ tha thứ, anh không mang quà, chuyện này để nói sau, quà chúc thọ đã đến, chẳng phải, chỉ là một món quà sao, không phải đã đến rồi sao, để chúc mừng, lão gia nhà Giang đại thọ, đặc biệt tặng 30 cân vàng, 10 tỷ tiền mặt, một chiếc dây chuyền, kim cương trái tim đại dương, một căn biệt thự, hàng đầu ở Giang Thành. 10 tỷ tiền mặt đều là của anh, tôi cũng muốn nó là của tôi, đây mới gọi là quà chứ. Sao hả, những món quà các anh gửi, cũng chỉ đến vậy thôi mà. Đều là của chúng ta, không thể mang ra được. Anh cũng nghĩ, chúng ta không thể có được đúng không? Đúng, chúng ta mang mấy thứ vớ vẩn này ra, không đủ mất mặt sao? Anh à, biết thì nghĩ anh lương tháng 2000, không biết, lại tưởng anh lương tháng 2000 tỷ. Ông chủ, thế nào, đủ tầm chưa, muốn không, làm thêm một phần nữa không? Có thừa mà. Không lẽ, các người đưa tôi đồ giả? Hai người cố ý, muốn tôi mất mặt à, như bọn họ, có mắt không thấy Thái Sơn, mang đồ tốt ra, họ cũng chẳng nhận ra. Lấy mấy thứ tầm thường là được rồi, chúng ta còn đồ tốt mà, không có, đúng không, nhà chúng ta, chỉ có thần khí, không phải đồ tầm thường. Ông chủ, đừng vội mà, nhìn ta đây. Các người nhìn rõ đi, những món quà này, có vừa mắt không, ra tay một cái là, 10 tỷ tiền mặt, quá hào phóng, rốt cuộc hắn là ai? Chỉ riêng 10 tỷ tiền mặt này, đã vượt qua cả Vương Trường Sâm thống lĩnh rồi. Mọi người không biết, nhưng nhà họ Giang, thì biết rõ, những thứ này, hoàn toàn là giả. Đúng vậy, chắc chắn là giả. Kẻ vô dụng này, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đây là trò của anh sao? Không lẽ thật sự là giả sao? Nếu bị họ vạch trần, anh sẽ làm thế nào? Nhìn qua, cũng không giống là giả. Anh có tin không? Mau tìm lý do mà rời đi. Chuyện gì vậy? Bị chúng tôi vạch trần rồi, diễn không nổi nữa nên muốn bỏ đi. Nếu kiểm tra, những thứ này đều là tiền giả. Tội làm giả, anh có gánh nổi không? Anh làm sao biết là giả? Anh còn nói, chẳng lẽ muốn chuyện lớn hơn nữa sao? Thật hay giả, kiểm tra là biết ngay. Người đâu? Kiểm tra cho tôi. Vương thiếu gia, số tiền này, hôm nay ta sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục. Nói to lên cho hắn biết, số tiền này là thật. Cái gì? Không thể nào, cô kiểm tra nhầm rồi phải không? Số tiền này làm sao có thể là thật được? Người tầm thường này sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thật sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là nhân vật lớn sao? Nhân vật lớn cái quái gì? Tôi nghĩ số tiền này, rõ ràng là hắn trộm, hoặc cướp mà có, hơn 10 tỷ tài sản phi pháp. Chị à, bạn trai chị, thật sự làm vẻ vang cho nhà họ Giang. Nói bậy gì vậy, vậy anh giải thích cho tôi xem, số tiền này từ đâu ra, tôi còn không biết, không biết. Tôi nghĩ, số tiền này rõ ràng là, anh thông đồng với người khác, cố ý trộm cắp và cướp bóc, sau đó mang số tiền này, vào nhà họ Giang chúng ta, âm mưu lừa gạt mọi người, rồi dùng thế lực của nhà họ Giang, để rửa sạch số tiền này. Đáng tiếc thay, hôm nay có thống lĩnh Vương ở đây, làm sao tha cho anh. Người đâu? Bắt người lại cho tôi, khoan đã. Các người không phân biệt đúng sai, dựa vào đâu mà bắt người, dù cho số tiền này, thật sự là anh ta trộm cướp, các người cũng không có quyền bắt anh ta. Ai nói chúng tôi không có quyền? Hôm nay, Long Kỵ quân của chúng tôi, đại thắng Tây Vực, tại đây thưởng công 3 quân, chiến tướng 5 sao của Long Kỵ quân chúng ta, nắm giữ quyền sinh sát, tướng quân Đỗ Lăng Phi, đang ở bên cạnh tổ chức tiệc mừng, chẳng lẽ cô ấy cũng không đủ tư cách? Tướng quân Đỗ, đúng vậy, tướng quân Đỗ biết hôm nay, nhà họ Giang chúng ta tổ chức mừng thọ cho bá phủ, dưới lời mời nhiệt tình của ta,
Tướng quân Đỗ đã đồng ý, lát nữa, cô ấy sẽ đích thân đến, chúc thọ bá phụ. Anh rể, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thần hộ mệnh của đại hạ, cũng có thể mời được tướng quân Đỗ. Quả nhiên, anh là, người được sủng ái trong Long Kỵ quân, nhà Giang này, tuy là hào môn thượng kinh, lãnh đạo thương giới, nhưng họ làm sao có thể mời được nhân vật quyền lực như tướng quân Đỗ, còn có lý do gì nữa? Các vị ở đây, dù đều là quan chức quyền quý, nhưng sao có thể sánh được với người như anh Vương, thống lĩnh Long Kỵ quân, có anh rể như thế, thiên chi kiêu tử, lại có tướng quân Đỗ, là chỗ dựa vững chắc, ở đỉnh cao quyền lực của đại hạ, nhà Giang của chúng ta, ngày phú quý, đang đến gần rồi. Tôi chỉ là phục vụ quốc gia mà thôi, không đáng nhắc đến, thấy chưa, đây mới đúng là con rể tốt của nhà họ Giang, không giống như anh, một kẻ vô dụng, hoa bạo, kỵ sĩ Long đại hạ, kiểm tra hành vi trái phép, có quyền chém trước báo sau, mau tránh ra, nếu không, đừng trách tôi không nể tình cũ. Kỵ sĩ Long đại hạ, ngũ tinh chiến thần, đại tướng Đỗ Lăng Phi đã đến. Gì cơ, thật sự là đại tướng Đỗ sao? Nhanh cùng ta, nghênh đón đại tướng Đỗ. Gia chủ nhà họ Giang, Giang đại nhiên, bái kiến đại tướng Đỗ, không cần khách sáo. Nghe nói hôm nay, ông Giang mừng thọ, Lăng Phi, đặc biệt đến chúc thọ. Đại tướng, vừa rồi, tôi và ông Giang cùng những người khác, phá được một vụ, cướp bóc và trộm cắp lớn. Lên đến hàng chục tỷ, người và tang vật đều bị bắt. Tôi, đang định báo cáo với tướng quân, thì tướng quân đã đến. Hàng chục tỷ, tướng quân, đây, chính là tài sản của kẻ trộm cướp, xin tướng quân quyết định. Đại tổng quản, mắt chó của anh mù rồi, dám nói, quà ở tướng quân là tang vật. Chúc ông Giang, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, một chút tâm ý nhỏ, xin ông Giang, đừng chê bai, tấm lòng của tướng quân Đỗ, thật quá quý giá, gia đình họ Giang chúng ta làm gì, mà lại khiến tướng quân Đỗ bận tâm, ông Giang nói gì vậy? Hôm nay cũng tình cờ thôi, gia đình họ Giang các ông đang gặp vận may, có một người con xuất sắc, làm con rể của các người, Lăng Phi đến thăm nhà, cũng là lẽ đương nhiên, thật là vinh hạnh, tôi thật không ngờ, con rể nhà họ Giang chúng ta, lại có bản lĩnh như vậy, lại làm kinh động đến, tướng quân Đỗ, mời ngồi, tướng quân, thuộc hạ có việc báo cáo. Có người, tùy tiện quấy rối tiệc thọ của chủ nhà họ Giang, công khai trắng trợn, chiếm đoạt lễ vật của ngài, thật là, quá to gan. Không còn thiên lý, lại có người như vậy sao? Đúng vậy. Chính là hắn dùng lễ vật của ngài, để lừa gạt, thật là, làm nhục Long Kỵ đại hạ, tội không thể tha, tâm địa độc ác. Hắn. Đúng vậy, hôm nay thật may mắn có tướng quân, nhận lời mời của tôi, đến đây chúc thọ, nếu không, thì để cậu nhóc này, hoàn thành kế hoạch rồi, tướng quân này, cút. Hậu bối Lăng Phi, bái kiến tiền bối, bái kiến tiền bối. Tướng quân, ngài không đến tìm Trường Sâm sao? Trường Sâm? Ta không biết, cái gì, sao ngài lại, không biết Trường Sâm, anh ấy chính là, thống lĩnh dưới quyền ngài, thống lĩnh quân Long Kỵ, có đến hàng trăm người, chẳng lẽ tướng quân, đều phải biết hết sao? Tiền bối, ngài không sao chứ? Sao ngài lại ở đây? Anh ta, chính là lãnh đạo của Vương Trường Sâm, đến bắt riêng anh đấy, tôi nghĩ, cô ấy có thể thử xem. Vãn bối không dám, vãn bối đến trễ, nếu cô đến sớm hơn chút, thì chúng tôi làm sao, có thể thấy được, uy phong của Long Kỵ quân, đúng không? Đừng nghe cô ta nói bậy. Tiền bối tức giận rồi, Vương Trường Sâm vô dụng này, kia, có phải là, muốn giúp người của mình, hỏi tội không? Không dám. Không sao, đại miệng, chúng ta hợp tác một chút thôi, Tương Ngọc. Xin tiền bối nguôi giận, chuyện nhỏ này, vãn bối tự giải quyết được, sao dám phiền đến. Ngài tự thân ra tay, chúng tôi nhất định sẽ, cho tiền bối một, lời giải thích thỏa đáng. Tướng quân, anh nhìn xem chuyện tốt của anh. Tướng quân, có phải có hiểu lầm gì không? Tôi cũng là, người của Long Kỵ quân mà, im nhờ, Long Kỵ quân chúng tôi, không có loại người, cậy quyền cậy thế như anh, người đâu, dẫn đi, khoan đã, tướng quân, người này. Không biết lễ nghĩa, đến tay không cũng thôi đi, ngài còn bênh vực đủ kiểu, cố tình thiên vị. Là sao chứ, ai nói chúng tôi đến tay không? Phụ mệnh ông chủ, đặc biệt mang đến cho lão gia nhà Giang, một món quà vô giá. Người ta mang vàng mang kim cương. Cô chỉ mang đồ này đến à, ông chủ, đây là thần khí,
Được rồi, thần khí đúng không? Anh đưa 30 tỷ, tôi đưa rượu này cho anh. Còn có chuyện tốt như vậy. Ông chủ, không phải ông bảo mang theo rượu, và mang thêm món quà có giá trị sao? Đúng vậy, trên thế gian này, không có thứ gì tốt hơn nó. Tôi... Vậy sao các người không mua một cái chai đẹp để đựng vào? Cứ nghèo nàn thế này mang về, ta cũng cảm thấy ngại. Đã vậy không mang ra được, chúng tôi đâu có trách nhầm anh. À không không, là tôi chuẩn bị không đủ, không thể ra dáng được. Tôi chỉ là, anh, hai chai rượu tồi này, chính là quà tặng của anh sao? Rượu thần Côn Lôn, rượu này là để cho người uống sao? Anh biết cái gì mà nói, dĩ nhiên không phải để người uống. Người phàm như chúng ta làm sao có được phúc phần đó? Rượu thần Côn Lôn, thảo nào năm đó, thần đao bị thương nặng, vẫn có thể hồi phục sức mạnh đỉnh cao. Loại rượu thần trong truyền thuyết này, thật sự tồn tại, tiền bối vừa ra tay đã là tuyệt phẩm chân quý. Người nhà họ Giang thật có phúc. Đây không phải là quà sinh nhật mà anh muốn tặng đấy chứ? Em gái, em thật có mắt nhìn, thật là tìm được một người đàn ông tốt. Anh còn chưa đủ mất mặt sao? Không phải, Nhược Nhi. Bây giờ, ngay lập tức xin lỗi gia đình tôi. Tôi xin lỗi sao? Từ lúc tôi bước vào hội trường, họ đã gây khó dễ cho tôi, chống lại tôi đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng họ vẫn không muốn buông tha tôi, bắt tôi phải cúi đầu, trước mặt họ làm một con chó thấp kém và ngoan ngoãn, mới chịu thôi. Tôi vì lý do gì mà phải xin lỗi? Vì cái gì? Anh miệng nói đến dự tiệc sinh nhật của cha, nhưng thực ra, anh trước hết nói dối kẹt xe cố tình đến muộn, làm cho cả nhà họ Giang chúng tôi khó chịu, rồi đến dự tiệc mà tay không, còn nhiều lần nhận vơ quà của người khác, tự tâm bốc bản thân, thì thôi cũng được, mọi người không muốn làm khó anh, để anh xin lỗi cho xong chuyện, nhưng anh thì sao? Anh cầm thứ này, không biết mua từ đâu cái đồ rẻ mạt. Rượu thần Côn Lôn, anh nghĩ, tất cả mọi người đều ngây thơ và buồn cười sao? Tôi đã nói đây là rượu thần sao? Nhược Nhi, tại sao cô luôn nghe người khác nói nhảm nhí, còn lời tôi nói thì cô chẳng bao giờ nghe? Rượu tôi đã dày công nghiên cứu, tự tay ủ, làm sao có thể không bằng rượu cao quý của bọn họ? Được rồi. Vậy để tôi xem thử, rượu của anh, rốt cuộc cao quý thế nào? Hương vị này, mùi vị này là... Rượu này chẳng lẽ là... Rượu thần Côn Lôn, Trường Sâm, anh đang nói gì vậy? Tôi nhớ rất rõ, năm xưa lão tướng quân chinh chiến tại miền Bắc, bị trúng kế của kẻ địch, bị thương nặng, sau đó trên đường, gặp một lão giả, nghĩ đến công lao vất vả của lão tướng quân, đặc biệt tặng một bình rượu ngon cực phẩm. Tôi may mắn đã từng ngửi qua mùi hương, giống như hệt với mùi của rượu này, rượu ngon cực phẩm, đúng vậy, rượu này có hiệu quả kỳ diệu. Lão tướng quân uống cạn một hơi, vết thương trên người ông, gần như khỏi hẳn, có thể nói, rượu ngon này có thể cứu sống người, mọc lại xương thịt, thật sự kéo dài tuổi thọ. Thật lợi hại như vậy sao? Vết thương trên chân của cha, bao năm qua, đi lại đều phải dựa vào xe lăn, nếu mà mua được, thì chẳng phải, cha không cần phải ngồi xe lăn nữa sao? Loại rượu ngon này, có thể xem là báu vật của đại hạ, khó tìm trên thế gian, hoàn toàn không phải thứ mà tiền có thể đo đếm được. Anh rể, anh nói chai rượu mà tên vô dụng này mang đến là lợi rượu, kéo dài tuổi thọ, báu vật thế gian, không thể nào, loại rượu này được xem là quốc bảo, làm sao mà hắn có được? Nhưng nếu lỡ như thật sự là thật, thì vết thương của cha chẳng phải sẽ khỏi sao? Điều này không thể là thật được, ông già đó cũng chẳng phải là người tốt gì, từ khi tôi vào cửa đã luôn gây khó dễ, cũng nên trả thù rồi, có phải thật hay không? Nhảy xuống đất nếm một ngụm là biết ngay. Cái gì? Anh bảo cha nằm xuống liếm rượu bẩn trên đất à? Anh điên rồi, anh thật sự dám bảo tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị nằm xuống đất liếm rượu bẩn của anh à? Anh có ý gì? Rõ ràng anh biết đây là rượu thuốc để chữa đôi chân của cha tôi, sao không nói sớm? Rõ ràng anh muốn sỉ nhục gia đình chúng tôi. Giang Nhược, sao lại thích loại người không biết lớn nhỏ này? Loại người này nếu trở thành người nhà họ Giang, chẳng phải sẽ làm ô danh gia đình, làm mất mặt xấu hổ? Từ khi tôi bước vào cửa đến giờ, các người có cho tôi cơ hội giải thích không? Bây giờ thì tốt rồi, rượu vỡ rồi, không ai được uống, đừng cãi nhau nữa. Lão gia, ngài định làm gì? Rượu này đã bẩn rồi, ngài không định uống thật đấy chứ? Tránh ra, đôi chân này của tôi đã bệnh nhiều năm rồi, bây giờ tôi ngay cả trong giấc mơ tôi luôn nghĩ đến việc đứng dậy lại. Nếu như rượu này có thể giúp tôi đứng dậy lần nữa, thì dù là nước bẩn dưới đất tôi cũng uống.
vị này, thật sự, ngọt ngào tinh khiết. Mỹ vị nhân gian. Tôi chưa bao giờ uống loại rượu ngon như vậy, cha. Chân của cha, thật sự là quốc bảo rượu thần Côn Lôn. Đã nghe từ lâu, rượu thần Côn Lôn là tuyệt phẩm thế gian. Không ngờ, lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Ông già này thật sự đã đứng dậy. Có phải là hồi quang phản chiếu không? Lỡ ông ấy đi vài bước rồi ngã, không phải đều đổ lên đầu tôi sao? Chỉ một chai rượu, đáng sao, các người kinh ngạc làm gì? Đi thôi, chúng ta đi, tiền bối, xin dừng bước. Rượu này, sao, cô muốn sao? Tất cả rượu này, đều do tôi tự tay ủ, hàng thật giá thật, chỉ là, giá hơi đắt chút, 50 tỷ một lít. Giá này cũng không đắt, mấy năm trước 1ml Côn Lôn thần tửu, đã có giá hàng tỷ, tiền bối bán cho chúng ta, 50 tỷ một lít, đã là giá ưu đãi rồi. Vậy 6 lít thì, là 300 tỷ. Cô cũng biết tính toán đấy. 300 thì 300, nhưng lần này, tuyệt đối không được nợ. Tiền bối yên tâm, tôi sẽ cho người chuyển khoản ngay. Rượu này, tôi, quán hôm nay còn việc, tôi sẽ không làm phiền bữa tiệc của các người nữa. Khi nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện. Đi thôi. Rốt cuộc Trần Đường là người như thế nào? Sao ngay cả tướng quân đỗ trước mặt hắn cũng phải hạ mình, đối với Trần Đường lại kính cẩn như vậy. Xem ra thân phận của Trần Đường thật là sâu không lường được. Nhà họ Giang chúng ta những năm qua đối xử với hắn lạnh nhạt như vậy. Nếu hắn muốn truy cứu đến cùng thì nhà họ Giang chúng ta chẳng phải là đại nạn ập đến sao? Làm sao bây giờ đây? Con rể tốt của tôi lại bỏ đi trắng tay như vậy. Làm sao bây giờ đây? Các người vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Trường Sâm, anh làm sao vậy? Không sao, bị đánh vài chục roi, tôi tốn vài chục triệu lo liệu, mới miễn cưỡng giữ được chức vụ. Bị giáng hai cấp, không sao đâu, ngay cả anh rể cũng bỏ ra cái giá lớn như vậy. Lai lịch của hắn Trần Đường, to lớn đến mức nào chứ? Người khác không biết thân phận của hắn, còn chúng ta, chẳng lẽ không rõ gốc gác của hắn sao? Chỉ là một tên nhóc vô dụng, làm sao có thể là nhân vật lớn được? Nhưng tướng quân Đỗ đối với hắn, rõ ràng rất kính trọng, các người không biết đấy thôi. Tướng quân Đỗ quan tâm, chính là rượu trong tay hắn. Quân Long Kỵ của chúng ta, coi trọng nhất là tình huynh đệ. Lần xuất chinh này, quân Long Kỵ của chúng ta, tổn thất vô số. Đúng lúc, rượu trong tay hắn, có thể giúp huynh đệ, quân Long Kỵ chữa lành vết thương. Chính vì lý do này, tướng quân Đỗ mới nể mặt hắn như vậy. Thì ra là vậy. Tên nhóc vô dụng đó thật biết cách tìm chỗ dựa. Như thế này, nhà họ Giang chúng ta chẳng phải phải chịu ràng buộc khắp nơi sao? Cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Chưa chắc đâu, lần này ta đến, mang đến cho nhà họ Giang một cơ hội trời ban, để đè bẹp tên nhóc đó suốt đời dưới chân. Anh có nghe nói về nhà họ Tần ở Vân Hải không? Nhà họ Tần, anh rể, anh đang nói về nhà họ Tần, người sở hữu tài sản lớn nhất Đại Hạ, trấn giữ 13 tỉnh phía Đông Nam, chỉ cần dậm chân, cả Đại Hạ phải rung chuyển. Nhà họ Tần ở Vân Hải, nhà họ Tần đó, đại thiếu gia Tần Minh, đúng là Tần Minh đó, ngày xưa là bạn học với Nhược Nhi chúng ta, lúc đó Tần Minh ngay từ lần đầu gặp đã say mê, muốn cưới Nhược Nhi làm vợ. Tần Minh đã yêu Nhược Nhi ngay từ lần đầu gặp. Muốn cưới làm vợ, Nhược Nhi của chúng ta, bác trai, bác gái, nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này, nếu có được sự hậu thuẫn của nhà họ Tần, thì nhà họ Vang chắc chắn có thể một bước trở thành hào môn số 1 ở Thượng Kinh. Thật sao, Trường Sâm à, chuyện hôn sự của Nhược Nhi sau này phải nhờ anh nhiều rồi. Bác gái, không chỉ có vậy đâu. 3 ngày sau, tại hội nghị thương mại, các tài phiệt của Đại Hạ sẽ công bố gần 5.000 tỷ hợp đồng. Chỉ cần Nhược Nhi gật đầu đồng ý lấy Tần ra, thì số hợp đồng 5.000 tỷ này, thiếu gia nhà Tần, hợp đồng, thiếu gia nhà Tần sẽ không tiếc gì cho nhà họ Giang. Những hợp đồng đó, 5.000 tỷ, chị, đây chính là cơ hội lớn, để nhà họ Giang chúng ta một bước lên mây. Tôi không lấy Tần thiếu đâu. Gì cơ, Nhược Nhi, chuyện này không do con quyết định, không lấy cũng phải lấy. Cha, con gì mà con, chúng ta đều vì muốn tốt cho con. Thiếu gia nhà họ Tần coi trọng con, ra tay là đơn hàng trị giá hàng nghìn tỷ, đủ để nhà họ Vân chúng ta sống vài đời rồi. Chị suy nghĩ quý đi, chị theo tên vô dụng kia có ích gì, địa vị thân phận gì chứ? Hắn ta chỉ là một kẻ quê mùa, không có mắt nhìn, không có hiểu biết gì, sao có thể so sánh với Tần thiếu quyền lực giàu có vô biên, phú khả địch quốc. Đúng vậy, Nhược Nhi, con cũng là một phần của nhà họ Giang. Thiếu gia nhà họ Tần coi trọng con là nể mặt con rồi. Con nhất định đừng không biết điều như vậy. Nếu con còn muốn gả cho Trần Đường, người nhà quê đó, thì tốt nhất là nên từ bỏ ý định sớm. Nếu không thì đừng bao giờ bước vào cửa nhà họ Giang.
tiểu thư, tôi sắp chết nóng rồi, ở đây đâu có bóng dáng của Thiên Cơ Lâu. Đúng vậy, cha nói, Thiên Cơ Lâu tái xuất nhân gian, nhưng bây giờ, chẳng thấy dấu vết nào. Cha, dù cho nhà Tần và nhà Giang kết hôn, thì có liên quan gì đến chúng ta? Cha thực sự muốn con gả cho Vương Hữu Đức, lão già sắp chết đó, ông ta 70 tuổi rồi. Con gái à, đây cũng là không còn cách nào, cách duy nhất thôi, trong bốn đại gia tộc Vân Hải, nhà Tần luôn áp đảo chúng ta. Ta nhận được tin, nhà Tần và tập đoàn Giang sắp liên hôn. Nếu hai nhà này liên thủ, thì nhà họ Thủy là chúng ta, không thể không bị dẫm dưới chân, để con gả vào nhà họ Vương. Chúng ta, hai nhà Tề và Vương, liên thủ đối kháng, mới có cơ hội thở dốc. Không còn cách nào khác sao? Cha thật sự muốn con gả cho một ông già gần 70 sao? Cũng có cách, ta đã bỏ ra số tiền lớn để dò hỏi tướng quân Đỗ của Long Kỵ Quân, đã mời truyền thuyết các thần tướng của Thiên Cơ Lâu, thần đao của Thiên Cơ Lâu. Nếu muốn phá thế bí này, trừ khi chúng ta có thể tìm thấy Thiên Cơ Lâu, lấy được từ tay Thiên Cơ Quốc Sư Lữ Khinh Hầu Bát Quái Sơn hạ lệnh. Đúng vậy, nếu thật sự có được lệnh này, thì chúng ta có thể ra lệnh cho thương giới đại hạ điều động hàng ngàn tỷ tài sản của thiên hạ để chúng ta sử dụng. Đến lúc đó, nhà họ Tề chúng ta không những vượt qua khó khăn, mà còn có thể trong thương giới như mặt trời giữa trưa. Chẳng lẽ tôi thật sự phải lấy một lão già gần 70 tuổi sao? Thà rằng chết ở sa mạc này, tôi cũng không thể lấy ông ta. Tiểu thư, la bàn bị hỏng rồi, phải làm sao đây? Cẩn thận. Không sao chứ, cẩn thận. Nhìn kìa, có một quán trọ, chúng ta đi đến quán trọ, nghỉ ngơi một chút, đi thôi. Tùng Phúc khách điếm. Đi nào, vào xem thử. Đây là lệnh Bát Quái Sơn Hà. Xem thử, cần gì không, quán chúng tôi món gì cũng có. Bảo đảm hài lòng, cái quán tồi tàn này. Còn dám nói, bảo đảm hài lòng, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tôi là chủ quán, ngài ngồi xuống đã, tôi rót nước cho ngài. Hai ngày nay khách khứa, đều như bị bệnh vậy. Đứng nửa ngày không nói gì, nhã đạo, lại là một tiểu khả ái. Xem thử, gọi gì không, dịch vụ của quán chúng tôi bảo đảm chất lượng, quan trọng nhất là kinh tế còn hợp lý. Ông chủ, miếng ngọc này của anh. Cô nói miếng đồ chơi nhỏ này à? Đây là lúc ta còn nhỏ, tiện tay khắc một cái miếng ngọc nhỏ. Nhưng đừng nhìn tay nghề thô sơ, miếng ngọc này là một miếng ngọc tốt, tiện tay khắc. Chẳng lẽ anh ta chính là chủ nhân Thiên Cơ Lâu trẻ như vậy? Nhưng nếu ta có thể lấy được miếng Bát Quái Sơn Hà lệnh này, đừng nói là liên minh Tần Giang, cho dù là người của tứ đại tài phiệt cũng phải nể ta vài phần nể mặt. Nhưng mà miếng Bát Quái Sơn Hà lệnh này thiên hạ vô song, người cầm lệnh này có thể điều động tất cả tài nguyên của thương giới đại hạ, có thể gọi là bá chủ thương giới cũng không quá. Ông chủ, miếng ngọc này của anh có bán không? Không bán. Tiền bối, đừng vậy mà, chúng ta bàn thêm đi, làm ăn có qua có lại mà. Tự dưng từ chối người khác, bảo sao nơi này của anh phát triển kém như vậy, không có tương lai. Các người muốn ăn không? Ăn thì ở lại, không ăn thì xin mời. Hạ Hoa, đừng nói gì. Tiền bối, xin nguôi giận, đừng chấp với anh ấy. Anh xem thế này, anh ra giá đi, tôi thật lòng muốn mua cái viên đá vớ vẩn này, cũng có người mua sao? Bán rẻ cho cô ấy đi. Không nhiều chứ, đắt vậy. Tôi đang nghĩ gì vậy? Một người có thể điều động lệnh bài tối thượng của tài sản thiên hạ 5.000 tỷ, giá này tiền bối đã giảm giá sâu rồi, nhưng tôi không mua nổi. Cô đến chút tiền này cũng không chịu bỏ ra sao? Cô nhìn đi, chất liệu ngọc này, hình dạng, cô nhìn kỹ lại xem, đây không phải là một hòn đá bình thường đâu. Con số này thật sự không đắt, tôi không mua nổi. Chút tiền này cô cũng không bỏ ra được sao? Không phải cô đang đùa à? Chút tiền này cũng không có. Không có. Nhưng mà nếu mà nhà họ Tề có thể may mắn thuê được, ta sẵn sàng trả 10 tỷ 3 ngày,
chỉ cần 3 ngày thôi, được không? Thuê. Cũng được. Bao nhiêu? 10 tỷ à? 10 tỷ chỉ để thuê cái lệnh bài này. Xong rồi, tại sao tôi lại nói 10 tỷ? Cái lệnh bài này, đặt ở bất cứ đâu ở Thượng Kinh, đều có thể gọi gió gọi mưa. Đây thực sự là báu vật vô giá. Tề Song à, Tề Song, mạo phạm tiền bối rồi, sao lại hồ đồ như vậy? Tiền bối, tôi thật sự không có ý mạo phạm anh, chỉ là cái lệnh bài này thật sự rất hữu dụng với tôi. Đợi tôi giải quyết xong vấn đề trước mắt, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Cô thậm chí không có nổi 5 đồng, còn nói 10 tỷ, nói khoác đi, được thôi. Trước hết trả tiền đi. Tài khoản của anh đã nhận được 10 tỷ đồng. Nên lấy và rời đi nhanh chóng, không anh ta lại hối hận. Cảm ơn tiền bối rất nhiều, Tiểu Hoa, đi thôi. Cô ngốc này, 10 tỷ cho một hòn đá vỡ, còn tưởng mình lời to. 3 ngày nữa đừng quên trả tôi, nói là làm, 3 ngày là đủ, để tôi thuyết phục Nhược Nhi, cùng tôi bỏ trốn, ai thèm quan tâm tới anh. Nhược Nhi có tiền rồi, tiểu lâu chủ này không phải là kẻ ngốc sao? Bát quái sơn hà lệnh, thứ quan trọng như vậy, 10 tỷ mà bán đi, tiểu lâu chủ tự có sắp xếp, sao mà tôi hiểu được, người của bốn đại tài phiệt, là do anh dẫn đến phải không? Tôi thấy những người đó, luôn gây khó dễ cho tiểu lâu chủ, muốn giúp anh ta một chút, không ngờ rằng, lại dẫn đến nhà họ Tần. Cô nói nếu tiểu lâu chủ biết việc này, là vì tôi, thì liệu có tha cho tôi không? Không đâu. Cùng lắm thì gỡ bỏ một chân của anh. Chân? Chân nào? Cẩn thận bậc thang. Trần đường. Anh đúng là vô dụng, tới đây làm gì, thật không ngờ, tên vô dụng này, lại dám đuổi tới đây. Anh biết, đây là chỗ nào không? Tôi không quan tâm đây là chỗ nào, tôi đến tìm Nhược Nhi. Anh tránh ra, hôm nay, là ngày đính hôn của con gái tôi, ngày vui lớn, cậu thật vô dụng, mau cút đi, nếu cậu dám phá rối, việc tốt này, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt. Đính hôn, xin thông báo chính thức với cậu, tập đoàn Vân Hải, đại công tử nhà họ Tần, Tần Minh, tối nay sẽ ở đây, tại hội nghị liên minh thương mại, chính thức cầu hôn Giang Nhược, sau này cô ấy sẽ là người của nhà họ Tần. Cầu hôn gì chứ, Giang Nhược là bạn gái tôi, cô ấy không thể nào đi theo người họ Tần đó, không theo anh ta, chẳng lẽ theo cậu, vô dụng này sao? Nhà họ Tần ở Vân Hải, đó là một trong bốn đại gia tộc của Đại Hạ, chỉ cần dậm chân cũng khiến Đại Hạ run sợ. Đại công tử nhà họ Tần vì lần cầu hôn này đã chuẩn bị hợp đồng sính lễ trị giá 500 tỷ, không lấy anh ta, chẳng lẽ lấy anh, loại nghèo ba đời này, vô dụng nhỏ bé, 500 tỷ đấy, sao? Bây giờ mới nhận ra, sự chênh lệch rồi hả? Thiếu gia Tần tùy tiện, ra tay, là tài sản 500 tỷ, là tiền mà anh, cả đời cũng không kiếm được. Biết điều một chút, từ đâu đến thì về đó, đừng làm lỡ tương lai, vinh hoa phú quý của chị tôi, không thể nào. Nhược Nhi không phải là như vậy, anh tránh ra, người đâu, đuổi cái đồ vô dụng này, ra ngoài. Thiệp mời gì chứ, tôi không có. Vậy thì xin mời về, không phải các người đang làm gì vậy? Để đảm bảo, đại hội thương mại 10 năm một lần, diễn ra suôn sẻ, đồng thời, cũng để bảo đảm, an toàn cho các gia tộc lớn, của Đại Hạ, Quân Long Kỵ theo lệnh của Tổng Chỉ huy, không có thiệp mời, không được vào trong, bây giờ, nhận ra sự khác biệt, giữa anh và nhà họ Giang rồi chứ, cánh cửa này, là cánh cửa mà cả đời anh, cũng không thể bước qua được, chỉ tiếc là, anh chưa bao giờ, nhận ra rằng, anh và nhà họ Giang chúng ta, thực ra không cùng một tầng lớp. Tôi khuyên anh, nên suy nghĩ kỹ, anh có thể mang lại gì cho con gái tôi. Một người như anh, chẳng có gì đặc biệt. Ở bên anh, cũng chỉ khổ sở thêm. Gia đình Tần, để bảo vệ chúng tôi, những người nổi tiếng trong xã hội, ngăn chặn những kẻ như anh, vào đây quấy phá. Chúng tôi đã mời, đội bảo vệ Long Kỵ của Đại Hạ, tỉnh lại đi nhóc, muốn vào nhà chúng tôi. Anh, không xứng, anh nói ai không xứng. Một người vô dụng vẫn là người vô dụng, nói chính là anh đấy, anh không nghe thấy à? Bác gái, tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Tôi biết anh. Trần Đường, chủ nhỏ của Đồng Phúc nhà trọ, một ông chủ nhỏ, đối với tầng lớp thấp. Ngày sống cũng khá tốt, nhưng đối với chúng tôi, những người quyền quý, anh vẫn chỉ là cặn bã.
ra ngoài bắt xe đi, nơi này không phải chỗ anh có thể đến. Phải rồi, sau này tránh xa Nhược Nhi ra. Quá ít. Cầm số tiền này, biến đi. Có không? Thiếu gia Tần, mời. Đúng rồi, tìm vài người. Ném hắn ra ngoài, dạ, tạm biệt. Vô dụng mà không biết điều, tự chuốc nhục vào thân. Thế thì đừng trách người khác, tôi thật sự muốn nhìn thấy cảnh anh như con chó hoang, bị người ta ném ra ngoài. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho tôi. Các người làm gì vậy? Kính chào tướng quân Long. Tướng quân Đỗ đã dặn, vị tiền bối siêu phàm kia, hôm nay rất có thể sẽ đến. Vậy, anh cứ dặn dò, tập trung hết sức. Nếu chọc giận ông ấy, hậu quả này, chúng ta không chịu nổi đâu. Đại tổng quản, lệnh Long Kỵ xuất hiện rồi. Cái gì, ở đâu, ở đại sảnh? Các người làm cái gì vậy? Ai cho các người gan, dám ngăn cản người đó? Tổng quản bớt giận, tôi sẽ xử lý ngay. Không cần, ta tự đi. Đây là của một khách hàng, cầm cố cho tôi. Các người đang làm cái gì vậy? Không phải, khách hàng, anh chỉ là một ông chủ quán trọ nhỏ, mà cũng có khách hàng, cầm cố lệnh bài của Long Kỵ, Bắc Giang triệu triệu quân lính, cầm cố cho anh có biết đang nói gì không? Đúng vậy. Cô ấy còn nợ tôi, hơn 100 đồng chưa trả, lệnh bài này là bằng chứng cầm cố, 100 đồng, anh có biết, có được lệnh bài này, là có khả năng lật đổ đại hạ, có quyền lực khắp thiên hạ, cũng đúng. Anh dám làm giả cả quả trúc thọ, nói không chừng, tấm lệnh bài này, cũng là đồ giả mà anh cố tình làm ra. Đứng dậy mau, tấm lệnh bài trong tay người này, cũng chỉ đáng giá 100 đồng, chắc chắn là đồ giả. Anh là kẻ vô dụng, dám giả mạo lệnh bài, của Long Kỵ quân, tôi thấy anh chán sống rồi, các người còn đứng đó làm gì, ra tay đi, này dừng lại. Các người đang làm gì vậy, tấm lệnh bài này thật sự là, khách hàng cầm cố cho tôi. Vậy mà thứ này, còn lừa được anh 100 đồng. Anh thật sự là, kẻ vô dụng ngốc nghếch, dám làm giả lệnh bài, để lừa gạt Long Kỵ quân, tôi thấy anh thật sự không muốn sống nữa. Làm giả khá giống đấy, xem ra để đeo bám chị tôi, và kết thân với nhà họ Giang, anh đã tốn không ít tâm huyết, còn biết làm giả một tấm, mang lệnh bài thật lại đây so sánh. Chỉ tiếc là, thứ này, chỉ lừa được trẻ con thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, ra tay đi. Đánh gãy đôi chân kẻ dám sỉ nhục đại hạ Long Kỵ này, rồi ném ra ngoài, người đâu? Lại đến nữa, còn không dừng tay. Ai cho các ngươi gan, dám làm phiền khách quý? Tổng quản đại nhân, là cô à? Cô đến đúng lúc lắm, cô nhanh nói cho họ biết, đây có phải lệnh bài của tiểu thư, đã cầm cố cho tôi không? Tiền bối, ngài bị kinh động rồi, chuyện ở đây, để tôi xử lý. Được, này, tôi bên trong còn việc, tôi đi trước, cẩn thận bậc thang. Các ngươi to gan thật, tổng quản đại nhân, hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm. Tướng quân Đỗ đã dặn dò rất rõ ràng, ai cầm lệnh Rồng Kỵ, đều phải tiếp đón theo tiêu chuẩn cao nhất, làm sai chuyện, còn nói với tôi là hiểu lầm. Chúng tôi đều, làm theo yêu cầu. Là hắn, tất cả là do hắn, cố ý gây rối trật tự đại hội, lẻn vào Vân Hải quốc tế, còn đối với quân Rồng Kỵ chúng ta, lời lẽ không ra gì, làm nhục uy danh quân đội, anh nói gì? Làm nhục uy danh quân đội, không sai, hắn cầm, lệnh Rồng Kỵ giả, muốn xông vào hội trường, còn nói lệnh Rồng của chúng ta, chỉ đáng giá 100 đồng. Tổng quản đại nhân, ngài nghĩ xem, sao chúng ta có thể, cho kẻ vô tích sự như hắn, đồ vô dụng xã hội vào cửa. Tổng quản đại nhân, ngài nhầm rồi. Thân phận của tiền bối, cũng không phải là thứ anh có thể lăng mạ, tiền bối. Người đâu? Đuổi kẻ này ra khỏi quân đội, lưu đày biên cương, từ hôm nay, cấm tha tội, không cho hắn bước, nửa bước vào quốc thổ. Tổng quản đại nhân, xin thứ lỗi cho tôi mắt mù, lôi đi. Tha cho tôi, còn họ nữa. Hiểu lầm rồi, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, hãy hợp tác một chút, vừa nãy người đó
chính là Tổng quản quân chính bên cạnh, Đại tướng quân Long Kỵ của đại hạ chúng ta. Tổng quản quân chính, sao cô ấy có thể kính trọng người kia đến vậy? Chắc chắn các người nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Chắc chắn, thật sự nhầm rồi. Alo. Nhược Nhi. Trần Đường. Làm sao anh vào được hội trường này, cô lo gì chứ, ta đến tìm Nhược Nhi. Alo, bác gái, chuyện gì vậy, Trần Đường, người vô dụng đó, không biết dùng cách gì, chặn chúng tôi ở cửa tiệc, còn muốn đưa chúng tôi đến quân pháp sử, nhanh đi báo với thiếu gia Tần, cứu chúng tôi, cái gì? Chị, chuyện gì vậy? Trần Đường, người vô dụng đó, không biết dùng thủ đoạn gì, mà có thể lừa gạt Long Kỵ quân, để bắt cóc bác gái và Tiểu Sơn. Trần Đường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mẹ và em trai tôi đâu, tôi không biết mà, họ không phải là, giả vờ gì chứ, Trần Đường, nếu không phải là anh, chẳng lẽ còn có người khác, vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, bây giờ anh còn có thể lẻn vào, thương hội này, thì còn gì anh không làm được, tại sao tôi không thể vào đây, thật nực cười, đại hội thương minh 10 năm một lần, người có thể đến đây, đều là gia tộc giàu có, những người nổi tiếng hàng đầu, trong số họ, người nghèo nhất, cũng đều có hơn chục triệu, còn anh thì sao? Chỉ là một kẻ, bám vào nhà họ Giang, hút máu thôi, anh có tư cách gì đứng đây, nói thật cho anh biết, nhà họ Giang không đồng ý, anh và Nhược Nhi kết hôn, dù anh có chết đeo bám, cũng vô ích thôi, anh nên đi mà soi gương, tự nhìn mình xem, nhìn cái bộ dạng này, muốn bám vào nhà họ Giang, anh xứng hả, được rồi, chị à, chị đừng nói nữa. Trần Đường, mẹ tôi bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi thật sự không biết, vừa rồi tôi mang theo cái lệnh bài vào đây, sau đó tôi không thấy họ nữa. Lệnh bài? Chẳng phải là thiệp mời vào hội trường sao? Anh đùa gì vậy? Anh lấy lệnh bài ở đâu ra? Lấy ở đâu mà ra được? Ngoài ăn trộm ra, anh còn tư cách gì? Lấy được lệnh Long Kỵ? Nhìn cái gì? Tôi không nhìn lầm anh đấy chứ? Tầng lớp thấp vẫn là tầng lớp thấp, chỉ biết làm mấy chuyện lừa lọc gian dối thôi. Cô nói ai lừa lọc? Nói anh đấy. Trong bữa tiệc này còn có ai khác hạng thấp kém hơn anh không? Cha, nhà chúng ta có hy vọng rồi, mau nói, chuyện gì vậy? Nhìn đi. Nhà họ Tề ở Vân Hải, bái kiến Thiên Cơ lâu lâu chủ. Người từ đâu đến, là Thiên Cơ, không thể nói nhiều, nơi đó, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tùy tiết lộ, có thể gây ra rắc rối lớn. Tốt, tốt lắm, có được thứ này, các hội trưởng của tứ đại tài phiệt gặp, cũng phải cúi đầu khuất phục. Đối với nhà họ Tề của ta, hơn một cái nhìn. Đúng rồi cha, con trên đường đi, nghe ngóng về người đó, vị tiền bối đó, sẽ tham gia đại hội thương minh. Con bây giờ, lập tức đi đến đại hội thương minh, đại diện nhà họ Tề của ta, mời tiền bối rất sơn. Dạ. Hôm nay, anh xông vào, đại hội thương minh của đại hạ, ngưu đồ lấy thân hèn mọn, leo lên đỉnh cao của đại hạ, gia đình Giang đã chịu đựng anh. Rất rộng lượng rồi, nhưng anh thì sao, lại không biết hối cải, cứ dây dưa mãi, còn Phạm Thượng, chờ đợi anh, chỉ có con đường chết, không phải đại ca, anh là ai, anh quản được sao, Trần Đường, anh đừng nói bậy, trước quyền thế của gia đình Tần ở Vân Hải, tập đoàn Giang của chúng ta, không ngóc đầu lên được, hôm nay tại đại hội thương minh này, nhân vật chính là Tần Minh, dù bốn đại hội trưởng có đến, cũng chỉ có thể ngang hàng với hắn, anh dám không tôn trọng hắn, cái gì mà thương minh Vân Hải, tôi không thể nhìn gia đình cô. Đẩy cô vào hố lửa được, đi theo tôi, Nhược Nhi, tôi nói cô nghe, gần đây tôi kiếm được không ít tiền, tiền xính lễ, tiền đặt cọc, tôi đều đã kiếm đủ, chúng ta đi nhận giấy kết hôn ngay bây giờ đi, chờ đã. Anh thật là không biết sợ chết à, nếu Nhược Nhi gả vào nhà họ Tần, có sự hậu thuẫn của tập đoàn Vân Hải, gia đình Giang sẽ có thể thăng tiến, một bước lên trời, chưa kể đến nhà họ Tần, sắp hợp tác chiến lược với, chủ tịch của bốn đại gia tộc, đạt được thỏa thuận chiến lược. Từ đó, một bước lên trời, nắm quyền cả đại hạ. Còn anh thì sao? Chỉ là một người, dựa vào gia đình Giang để sống thôi. Thật sự ai là hố lửa? Anh vẫn chưa nhận ra sao? Gia đình Tần ở Vân Hải rất giàu có. Chi phí hàng ngày, không dưới vài trăm ngàn. Anh đấy, lại nghĩ rằng số tiền đó là báu vật. Đúng vậy, gia đình Tần có địa vị cao. Chỉ cần ra tay là tài sản hàng tỷ. Anh không nhận ra thân phận của mình sao? Như anh nhỏ bé vô dụng này, anh không biết nhận thức về bản thân sao? Nhờ vào sự giúp đỡ của nhà họ Giang mà ăn chơi lêu lổng khắp nơi, không làm gì cả. Nhưng còn Nhược Nhi thì sao? Nhược Nhi là người thừa kế của nhà họ Giang đấy, làm sao có thể ở bên một người vô dụng như anh được? Anh nên từ bỏ ý định đó đi. Anh không hiểu cô ấy,
cũng không thể cho cô ấy những gì cô ấy muốn. Những gì tôi cho cô ấy, luôn là tình yêu vô điều kiện. Vậy thì xin hỏi, tình yêu mà anh nói, có giá bao nhiêu, tình yêu cũng có thể đo bằng tiền sao? Anh thật xuất sắc, anh thật thanh cao. Nhưng đừng có mà, tự cao trước mặt tôi. Trong thời đại này, có danh tiếng, có địa vị, có tài năng, có quyền lực, có tiền là có thể làm bất cứ điều gì. Anh có thể làm gì tôi? Tình yêu mà anh nói, có thể mang lại hạnh phúc cho Nhược Nhi không? Có thể làm cho tập đoàn Giang Thị phát đạt không? Hay là anh có thể mang lại cho nhà họ Giang quyền lực và địa vị? Chúng tôi ở bên nhau, chưa từng nghĩ đến muốn gì phát đạt. Đừng dùng những lời này để che đậy, hèn kém vô dụng. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho Nhược Nhi. Anh thật sự muốn Nhược Nhi kết hôn với anh sao? Sau đó sống một cuộc sống hèn kém nhất trong xã hội sao? Cũng còn hơn là bị biến thành vật hy sinh của gia tộc. Một kẻ như anh mà cũng xứng đi cướp dâu với nhà họ Tần ở kinh thành sao? Đừng nói nữa, ngày hôm nay nơi này không phải là chỗ cho loại người như anh đến. Có chuyện gì, về nhà chúng ta nói. Nhược Nhi, tôi cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Cô ở đây tiếp tục bẽ mặt thôi. Nếu anh ta không hiểu thì tôi giúp cô giải thích. Hôm nay những người ở đây, ai mà không phải là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, chỉ cần chọn bất kỳ ai, đều là giàu có một phương, gia đình danh giá, ở đây, không ai muốn cùng anh chung một phòng cả. Hiểu chưa? Theo tôi, mọi người đều bình đẳng, chẳng có gì gọi là cao thấp. Vậy thì, tôi sẽ cho anh một cơ hội, chỉ cần anh có thể đưa ra được một nửa tài sản của nhà họ Tần, tôi sẽ trước mặt mọi người, cúi đầu nhận lỗi với anh. Người không nhìn rõ tình hình là anh. Hôm nay, tôi muốn tận mắt thấy nhà họ Tề ở Vân Hải cúi đầu thế nào. Đây chẳng phải là tổng giám đốc của thương hội Vân Tề, tiểu thư Tề xong sao? Cô ấy sao lại đến đây? Ai mà biết được, đại hội thương minh này liên quan đến nhiều thứ, nhưng nhà họ Tề đã đến, điều này sẽ làm cho trông càng thêm uy nghi. Theo tôi biết, những năm qua nhà họ Tần luôn chèn ép nhà họ Tề, ba gia tộc khác cũng bị áp đảo từng bước. Nếu không phải gia chủ nhà họ Tề kiên cường chống đỡ, bốn gia tộc này sớm đã trở thành ba gia tộc rồi. Nếu nhà họ Tần lấy thế áp người, không phân tôn ti, thì nhà họ Tề chúng tôi nguyện ý theo tiền bối, giúp tiền bối một tay. Sao lại là cô ta? Chẳng lẽ muốn đòi lại tiền? Sao cô lại ở đây? Lệnh bài đó là cô nài nỉ tôi bán cho cô. Chuyện này nếu để người khác biết, mất mặt không chỉ là tôi. Cô nghĩ kỹ đi, tiền bối yên tâm, chuyện này tôi nhất định giữ kín. Cô nói đùa à? Nhà họ Tề ở Vân Hải nằm trong bốn gia tộc cổ nhất, sao có thể cúi đầu trước một người vô dụng như vậy? Đúng vậy, tiểu thư Tề, cô nhầm rồi. Thân phận cô và thiếu gia Tần đều là người đứng đầu gia tộc, cô lại đích thân tham dự đại hội thương minh là vì cái người không đáng mặt này, gia chủ Giang. Trong mắt anh ta, anh, tôi và nhà Tần đứng đầu hào môn, hoặc tất cả mọi người có mặt hôm nay, cũng không bằng một ngón tay út của anh ta. Cô Tề, nói như vậy nặng lời rồi. Anh Tần, vị tiền bối này rất quan trọng đối với nhà Tề chúng tôi. Nếu anh còn tiếp tục ở đây lấy thế ép người, thì tôi nói thẳng với anh, tôi sẽ không đồng ý. Thương hội nhà Tề sẽ không đồng ý. Gia đình Tề ở Vân Hải cũng sẽ không đồng ý. Ý của cô Tề là phải bảo vệ người này. Đúng vậy, thì sao nào, cùng với người này đứng chung một chỗ, cô Tề không sợ sau này nhà họ Tần bị trả thù à? Tôi nghĩ rằng người nên lo lắng chính là anh. Nói hay lắm, để giành lợi thế tại hội nghị thương mại, dùng nhà họ Giang để lập uy, muốn tranh thủ sự hỗ trợ tài chính của bốn đại thương hội, trở thành gia tộc quyền lực nhất thế gian. Cô Tề, giấc mơ ban ngày của nhà họ Tề nên tỉnh rồi. Anh ta là lựa chọn của nhà họ Tề, một người chỉ biết gây sự chú ý, một nhân vật nhỏ bé vô dụng, chính là cách của nhà họ Tề lập uy qua lời nói. Cô đại diện cho nhà họ Tề hôm nay tham dự hội nghị thương mại, vừa bước vào cửa đã lập uy qua lời nói, không phải là để ở đỉnh cao của đại hạ, trước mặt các ông chủ, trước mặt bốn đại thương hội, mang lại vinh quang cho nhà họ Tề, tranh thủ một số lợi ích mà thôi. Nhưng mà, tôi nói cho cô biết, tối nay, nhà họ Tần của tôi chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất tại hội nghị thương mại. Còn cô, hôm nay xuất hiện cao ngạo như vậy, muốn lập uy để mọi người thấy, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đè bẹp nhà họ Tần tôi. Nhưng mà, tôi nói cho cô biết, cô không đủ tầm. Anh sai rồi, tối nay, buổi tiệc này, nhìn khắp cả đại hạ, các gia tộc danh giá, các quyền quý hàng đầu, cũng không bằng một người, chỉ tiếc là, người đó, không phải là anh, phải không? Người đâu?
Nhìn thấy chưa, đây, là quyền thế, là địa vị. Hôm nay tất cả mọi người có mặt, đều là các gia tộc danh giá của Đại Hạ, và họ quan tâm đến, chỉ là hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ, trong tay 4 tập đoàn lớn, nhà họ Tần tôi tham gia cuộc chơi, liên hôn với Thượng Kinh, là để giúp nhà họ Giang, giành được hợp đồng ngàn tỷ này, ở đỉnh cao của Đại Hạ, ngồi vững trên ghế đầu tiên. Vừa rồi hắn nói bao nhiêu, tài sản ngàn tỷ của 4 đại gia tộc, ngàn tỷ, chả trách trong mắt những người giàu, tiền chỉ là con số thôi. Cô nhìn tôi làm gì? Đối thủ của nhà họ Tần là cô, tôi không quan tâm đến tiền, người có thể xem tài sản ngàn tỷ, chỉ là con số, không quan tâm đến tiền, nhìn quanh khắp nơi, cũng chỉ có tiền bối, sự thâm hậu của Thiên Cơ Lâu, quả thật không thể đo lường, ngồi cùng với tôi, còn không có tư cách, mà lại muốn dựa vào một kẻ vô dụng. Để kiếm lợi cho nhà họ Tề các người, vậy cô cứ hỏi hắn có xứng không? Chuyện này không liên quan đến tôi, hôm nay tôi đến để đưa cô ấy đi. Không ai dám cướp hôn của nhà họ Tần, nếu có, hắn chỉ có thể là người chết. Hơn nữa, anh vẫn chỉ là một kẻ vô dụng không có tư cách, chết trong tay nhà họ Tần, thiếu gia Tần, kẻ không có tư cách là anh, vậy cô hãy để tôi xem. Hắn thật sự là phú khả địch quốc, hay quyền khuynh thiên hạ, vậy hãy nhìn xem, hắn có đủ mạnh để áp đảo nơi đây không? Tướng quân Đỗ thật là, có phúc lớn, có thể mời được lâu chủ ra tay. Lâu chủ, ẩn giật nhiều năm, cho dù là quốc chủ, cũng khó cầu gặp, được yết kiến, tướng quân Đỗ, chắc sẽ một bước lên mây. Vì Thiên Cơ Lâu, tái xuất giang hồ, đó là, phúc của ông và ta, nhưng, lâu chủ Thiên Cơ Lâu, hình như không muốn xuất sơn, và hành sự rất kín đáo. Các vị tiền bối, tôi có nói sai gì không, tướng quân Đỗ không biết đó thôi, lão lâu chủ trước khi qua đời, đã dùng tất cả công lực cả đời, để luyện thành ba đạo, thiên mệnh khóa. Phong tỏa toàn bộ sức mạnh và ký ức của tiểu lâu chủ, để tránh ma đạo xấu xa quấy nhiễu tu vi của anh ấy. Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu độc lập với thế giới phàm trần, hành vi của tiểu lâu chủ khiêm tốn nhún nhường cũng là điều nên làm, thì ra là vậy. Lệnh bắt quái Sơn Hà xuất hiện rồi. Cô điên rồi, cái đồ này không cần khoe khoang vào lúc này đâu, ý anh là phải giữ lệnh bài này một cách khiêm tốn. Tiền bối, phẩm hạnh không màng danh lợi, Tề Song khó lường vạn nhất, nhưng, họ đang ép chúng ta thực sự phải, không phản kích sao, đại tỷ. Cô muốn phản kích, làm gì không tốt. Cái phá ngoạn ý này, đều không đủ mất mặt. Tiền bối dạy bảo phải, nhanh chóng thu lại đi. Vậy, mọi người làm gì mà, kích động thế, điều này sao có thể, Long Đỉnh. Vân vân, đây là, bát quái Sơn Hà lệnh, không thể nào. Ngươi không thể nào có, bát quái Sơn Hà lệnh, đây rốt cuộc là chuyện gì, mọi người tại sao, đều kích động như vậy, truyền thuyết rằng, Đại Hạ Chí Tôn, Thiên Cơ Lâu lâu chủ, chính là cầm trong tay, Long Đỉnh Vân Vân lệnh, để cân bằng thiên hạ. Ngay cả nổi danh Đại Hạ, giá trị hàng tỷ, tứ đại tài phiệt, cũng là Thiên Cơ Lâu lâu chủ. Một tay nâng đỡ lên, cái gì? Tứ đại tài phiệt, là người của Thiên Cơ Lâu, đúng vậy. Tề gia các ngươi, tại sao lại có lệnh bài này? Tại sao ta không thể có? Ta đã nghe nói. Về lệnh bài bát quái Sơn Hà này, thế gian chỉ có một cái. Hơn nữa, nhiều năm trước, đã bị cố, lão tướng quân, Long Kỷ Quân, đã phát hiện nó, trong một quán trọ. Từ đó bắt đầu, quán trọ đó, đã biến mất khỏi nhân gian, không ai biết tung tích nữa. Vì vậy, ngươi không thể nào, có lệnh bài này, hoặc là lệnh bài này là giả, hoặc, lệnh bài này, là ngươi ăn cắp quốc bảo. Chết! Nói thì nói, sao lại vu khống người khác, ta chỉ khắc bừa, một cái lệnh bài thôi, đâu có chuyện như vậy. Cậu nói lệnh bài này là của cậu. Đúng rồi, là của tôi. Tiểu tử, nếu cậu nói lý do khác, tôi có thể tin cậu, nhưng cậu nói, lệnh bài này là của cậu. Cậu nghĩ mọi người, là đồ ngốc sao? Vài ngày trước, cậu giả mạo cấp cao, xâm phạm, tài sản hàng chục tỷ của Giang gia. Chuyện này, giờ đã được mọi người biết, giờ cậu còn muốn, làm lại chiêu cũ, giả mạo Đại Hạ Chí Tôn, đây là gì? Hành động tìm chết, người đâu? Đem tên rác rưởi này, bắt lại cho ta. Còn không dừng tay, Đại hội Thương Minh, liên quan đến sự phát triển tương lai của Đại Hạ, các người lại dám động thủ với hắn. Tướng quân Đỗ, khi nào quân Long Kỵ bắt đầu can thiệp vào việc thương mại của Đại Hạ vậy? Đại hội Thương Minh là do quốc chủ đích thân ra lệnh, để quân Long Kỵ của chúng ta
phụ trách an ninh tại hiện trường. Mọi việc trong sảnh này đều là trách nhiệm của ta. Ngươi nói xem ta có nên can thiệp không? Nếu đã như vậy, vậy ta thật muốn hỏi ngươi, kẻ này thân phận thấp hèn, xuất thân bần tiện, hoàn toàn không có tư cách tham dự buổi tiệc này. Nhưng ngược lại, quân long kỵ của các ngươi lại phụ trách an ninh ở đây, để cho hắn tự tiện xông vào. Sau đó, kẻ này không chỉ không biết tôn ti trật tự, còn ở đây phát ngôn ngông cuồng, công khai nhục mạ các quyền quý hàng đầu của đại hạ, còn giả mạo trước công chúng, tàn lâu chủ thiên cơ của đại hạ, dí hạ phạm thượng, tội lớn như vậy, tướng quân Đỗ, ngài muốn bảo vệ hắn như thế nào đây? Quân long kỵ của ta chỉ phụ trách trật tự tại chỗ, còn về tội hay không tội mà các ngươi nói, không liên quan đến chúng ta. Tần thiếu, đại hội thương minh sắp bắt đầu, ta khuyên ngươi một câu, bớt gây rắc rối cho Tần gia của ngươi, nghe ý tướng quân. Ngài muốn ra mặt cho hắn sao? Tần thiếu, nói chuyện phải chú ý chút, đây là địa bàn của quân long kỵ, dù là cha ngươi đến, cũng không dám hô to gọi nhỏ với ta, có vẻ như tướng quân quyết tâm bảo vệ anh ta. Tốt, vậy tôi muốn xem hôm nay anh kết thúc thế nào. Mọi người, đại hội thương minh sắp diễn ra, còn những kẻ không liên quan. Nhược Nhi, tôi ra ngoài trước, đợi các người xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ nói chuyện. Được. Khoan đã. Xin mời tiền bối ngồi lên đỉnh phượng hoàng của đại hạ, Đỗ Lăng Phi. Cô có biết mình đang làm gì không? Gây rối đại hội thương minh, cô biết tội này lớn thế nào không? Tôi. Có chuyện gì vậy tiền bối? Không phải. Thân phận của tôi đã đủ nhạy cảm rồi, lúc này để tôi ngồi lên đó, chẳng phải là đưa tôi vào chỗ chết sao? Tôi không ngồi đâu, tiền bối, đến tham gia đại hội thương minh, toàn là những nhân vật có tiếng ở đại hạ, đây là nơi thích hợp để ngài xuất hiện. Hơn nữa, đường đi sau này của Giang tiểu thư có thuận lợi hay không? Còn phải xem ngài. Đúng rồi, nếu có thể lợi dụng quan hệ giữa Đỗ Lăng Phi và Tề Song, giúp Nhược Nhi mở rộng quan hệ, sau này lên kinh thành cũng không ai dám động đến cô ấy. Hơn nữa quen biết thêm vài đại nhân vật, sau này người Giang gia có thể cũng sẽ nhìn tôi khác. Tôi có thể ngồi. Được. Khoan đã. Đỗ Lăng Phi, cô thật sự không sợ luật pháp sao? Cô có biết không, Phượng Hoàng Đài là nơi vinh quang nhất của thương giới đại hạ, sao có thể để tên phế vật này trà đạp? Đúng vậy, Phượng Hoàng Đài là nơi cao nhất của đại hạ, đại diện cho quyền lực và địa vị cao nhất. Hắn cũng xứng sao? Thương minh thành lập mấy chục năm, ngay cả bốn đại tài phiệt giàu có nhất thiên hạ cũng chỉ có thể ngồi chung. Cậu là tên phế vật rác rưởi, dựa vào cái gì ngồi ở đó? Quyền thế và địa vị trong mắt các ngươi đối với ta chỉ là một cái ghế thôi mà. Còn về việc các ngươi chế nhạo thân phận của ta, nói thật cho các ngươi biết, đừng nói là đặt giữa sân khấu, ngay cả khi đặt ở cửa đại sảnh tiệc, ta ngồi đó, ta vẫn là ta thôi. Chỉ có tiền bối mới có khí phách lớn như vậy, mới có thể bao dung mọi thứ. Rốt cuộc hắn là ai? Trần Đường, sao ngươi ngày càng lạ lẫm, ngày càng làm ta không hiểu. Xem ra Tề gia lần này đã cược đúng rồi, có tiền bối làm chỗ dựa, Tề gia sau này nhất định sẽ phát đạt, cất bước lên mây. Vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói sao, có tấm lệnh bài này là có thể áp vào toàn trường. Ngồi ở ghế hội trưởng thương minh này, đúng vậy, ta đã nói rồi, tấm bát quái sơn hà lệnh này đặt ở bất kỳ chỗ nào trong đại hạ cũng đều là tồn tại nổi bật nhất. Nhưng mà dù cho là Tần gia của ta cũng không đủ tư cách để nắm giữ nó. Hào môn Vân Hải cũng chỉ biết đến sự tồn tại của nó. Tôi dám chắc trong thiên hạ này chỉ có bốn đại tài phiệt hội trưởng đã thấy được diện mạo thật của nó. Vậy có lẽ Tần công tử sẽ thất vọng rồi. Trước mắt anh chính là đại hạ chí tôn bát quái sơn hà lệnh. Bây giờ anh ta có đủ tư cách ngồi trên đỉnh đại hạ này chưa? Mời. Thật tốt quá, tôi không biết kết thúc thế nào. Tôi nghĩ anh bị mê hoặc bởi mỹ nhân rồi. Không muốn kết thúc, anh nói bậy, tôi chỉ yêu một mình Giang Nhược thôi. Khoan đã, anh ta chỉ là một tên phế vật bám vào Giang gia, làm sao có thể là chủ nhân của lệnh bài này được? Bốn đại tài phiệt làm sao có thể cúi đầu trước một tên phế vật? Điều đó là không thể. Anh thật sự đã nói sai rồi. Lệnh bài này chính là của tôi. Ngươi một thân vô dụng, mạo nhận bát quái sơn hà lệnh. Trần Đường, chẳng lẽ ngươi không sợ gây họa cho Giang gia sao? Trần Đường, đi, Nhược Nhi, cùng ta. Cho Tần thiếu gia, xin lỗi, ngươi muốn ta xin lỗi hắn? Ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Trần Đường, sự việc phát triển như thế này, ngươi cứ muốn làm ầm lên, không thể dứt, liên quan, kéo cả Giang gia chúng ta vào cuộc sao? Từ khi ta vào hội trường này, là bọn họ luôn ép bức ta, muốn giết ta, là ta gây sự sao? Còn hắn Tần Minh, dựa vào cái gì tự cao tự đại? Dựa vào cái gì mà nghĩ hắn cao hơn người khác? Dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Tần gia cao cao tại thượng,
Không ai sánh bằng, vì ngươi không xứng đáng. Ta luôn nghĩ rằng, những năm qua, ngươi vất vả kinh doanh quán trọ, là để chứng minh, cho mọi người thấy, ngươi có năng lực, là một người đàn ông, có lý tưởng, có hoài bão. Biết điều, hiểu lý, biết tiến biết lùi, nhưng bây giờ nhìn lại, mọi thứ tốt đẹp này, đại hội thương minh, bị cậu làm rối loạn, trở thành cái gì vậy? Bây giờ tôi mới nhận ra, cậu chỉ là một kẻ, vô dụng và nông cạn, không biết điều, mãi mãi chỉ xứng, sống ở tầng đáy của xã hội. Phế vật, tôi vô năng, tôi không biết điều, Tần thiếu gia, đã cho cậu, biết bao nhiêu cơ hội rồi, nhưng cậu thì sao, cậu không biết lễ nghĩa, khiến mẹ tôi và em trai tôi, bị đuổi đi, tự tiện xông vào đại hội thương minh, không biết tôn ti trật tự, dĩ hạ phạm thượng, cãi lại, các lãnh đạo thương mại hàng đầu của đại hạ, mà bây giờ, còn làm loạn trước mặt mọi người, muốn leo lên đỉnh cao của đại hạ. Ngươi có biết không, ngươi làm như vậy là, hại chính ngươi, hại ta, hại cả Giang gia. Đúng vậy, những năm qua Giang gia, dưỡng một con bạch nhãn lang như vậy, không biết báo ơn thì thôi, còn muốn kéo cả Giang gia xuống nước. Nhược Nhi, lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Trong bữa tiệc thỏ, hắn cố ý làm cho Giang gia chúng ta mất mặt, lần này. Hắn lại trút giận lên em trai và mẹ cô, tên phế vật này. Hoàn toàn không coi Giang gia chúng ta ra gì, ông im đi. Tôn trọng cha tôi một chút, anh còn không đủ tư cách để quát tháo ông ấy. Phải không, ngay cả cô cũng nghĩ, tôi không xứng ngồi cùng bàn với các người sao? Đúng vậy. Anh có biết không, đại hội thương minh này, liên quan đến toàn bộ đại hạ, Giang gia chúng ta. Nếu có thể nổi bật trước bốn đại tài phiệt, những năm qua, dựa vào sức mạnh của họ, chúng ta có thể xây dựng một đế chế thương mại. Còn anh thì sao, chỉ vì anh cứng đầu, tự cao tự đại, mà khiến Giang gia chúng ta bị người khác làm nhục. Bị người ta bài xích, ngươi với những quyền quý ở đây, căn bản không cùng đẳng cấp, cũng bao gồm cả Giang gia, đúng không? Giang gia, vốn là thế gia ở Thượng Kinh, với ngươi, khác biệt trời vực, tiền bạc, quyền thế, địa vị, trong mắt ngươi, cũng chỉ nhìn thấy những thứ này sao? Không phải ta chỉ nhìn thấy những thứ này, mà là ngươi. Ngươi căn bản chẳng có gì cả, hôm nay, là lần cuối cùng Giang gia chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. Quốc sư, nhìn thấy gì rồi, thiên tượng đã thay đổi, tiểu lâu chủ đã vượt qua ải tình, giải phóng thiên mệnh khóa rồi. Chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm, ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi đừng cố chấp nữa được không, Giang gia tuy ở Thượng Kinh. Có một số thế lực, nhưng trước mặt, hội nghị liên minh thương gia, trước mặt Tần gia phú khả địch quốc, chẳng đáng để nhắc tới. Hơn nữa, bốn đại tài phiệt sắp đến, ngươi thực sự không muốn sống nữa à, bốn đại tài phiệt thì sao chứ, ta với họ không có bất kỳ quan hệ lợi ích nào, họ cũng không thể can thiệp vào ta, ngươi thực tế chút đi được không? Bốn đại tài phiệt quyền lực bao trùm, dù muốn đối phó với Giang gia chúng ta, cũng chỉ là việc đơn giản như trở bàn tay. Nếu họ muốn đối phó với ngươi, một dân thường như ngươi, chẳng cần bất kỳ lý do gì, cả đại hạ này, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Nhược Nhi, để ngươi đi, là cho ngươi cơ hội, để ngươi chết không quá khó coi. Sao, không biết điều, thật đáng chết mà, ngươi đuổi ta đi, cũng là vì hắn à? Không vì hắn, chẳng lẽ vì cậu, toàn bộ hội trường đều lấy Tần gia làm trọng, Giang gia chúng ta, quý như gia tộc lớn ở kinh thành, tự nhiên phải tìm người như Tần thiếu gia, vị cao quyền trọng, tên phế vật cậu cũng không xem, bản thân là mình có đức hạnh gì, có tư cách gì, cùng Giang gia chúng ta, đứng chung một chỗ, coi hắn vì tôn, chỉ sợ Tần gia ở Vân Hải, còn chưa đủ tư cách, ở trước mặt tiền bối, xưng tôn lập uy, tôi không xứng, thì tôi sẽ nói cho các người biết. Cha tôi, đã sớm cùng với bốn vị hội trưởng, đặt ra thỏa thuận, hôm nay, đại hội thương minh này, là vì Tần gia của tôi mà lập. Còn hắn, tên giả mạo cao nhân, giả mạo, lệnh bát quái Sơn Hà, muốn dẫm lên đầu, các quyền quý ở đây, làm chủ toàn trường, cho dù không có lệnh bài, đỉnh cao của đại hạ này, vị trí tối cao của toàn trường, cũng nên là ngài chiếm giữ. Không phải sao, tiền bối, tôi không muốn làm gì với đại hạ chi đỉnh, trong mắt tôi, cũng không có gì là thiên hạ chí tôn. Con người sinh ra là bình đẳng, hoàn toàn không có cái gì phân chia cao thấp quý hèn. Tứ đại hội quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiền bối thực sự là người xem nhẹ danh lợi. Nếu Long Kỵ Quân có thể giao cho ngài quản lý, Tây vực tà thần sao có thể xâm phạm đại hạ của ta? Cảnh giới của tiền bối đã cao đến mức độ này rồi sao? Đáng tiếc, ngài luôn dành tâm trí cho người khác, nếu không... Tề xong à, tề xong, thật là si tâm vọng tưởng, ngươi có tư cách gì mà xứng với tiền bối? Đừng có ở đây giả vờ cao thượng, ngươi chỉ là một tên hề nhảy nhót, to gan không biết xấu hổ, còn các ngươi nữa. Tứ đại hội trưởng sắp đến rồi,
các ngươi đã nghĩ sẽ chết như thế nào chưa? Người đứng đầu giới thương mại đại hạ, hội trưởng 4 tập đoàn lớn đã đến. Tần Minh của Vân Hải, kính chào 4 vị hội trưởng. Tiểu tử, 4 vị hội trưởng đã đến rồi, cậu chết chắc rồi. Bọn họ, sao lại sợ đến thế? Chẳng phải chỉ là 4 vị hội trưởng thôi sao? 4 vị hội trưởng, nắm giữ nửa số tài nguyên của giới kinh doanh đại hạ. Ở đây, tất cả những hào môn thế gia đại biểu đều phải nhìn sắc mặt của họ, sống chết đều do họ quyết. Nhìn thế này, quyền uy của họ có phải là quá lớn không? Tiền bối chẳng lẽ muốn chỉnh đốn giới kinh doanh? Tin này phải mau chóng mang về, để cha chuẩn bị sớm. Giới kinh doanh đại hạ đã hỗn loạn từ lâu, lần này tiền bối muốn lấy Tần gia làm gương cho kẻ khác. Lập tức báo cho quốc chủ, Thiên Cơ Lâu muốn ra tay với Tần gia của Vân Hải. Xin quốc chủ phối hợp. Tần Minh của Tần gia Vân Hải, kính chào các vị hội trưởng. Các người đang làm gì vậy? Các vị hội trưởng, các vị không biết đâu. Hôm nay trong cuộc họp thương hội này, không biết vì lý do gì, tự nhiên có một con ruồi bay vào, không biết sống chết, làm rối loạn trật tự của hội nghị. Cậu nói ruồi sao? Đúng vậy, người này còn không biết tôn ti trật tự, với thân phận thấp hèn, mạo phạm các đại gia tộc của đại hạ chúng ta. Đây đúng ra nên bị trục xuất, nhưng chúng tôi đã khuyên bảo tử tế. Anh ta không những không nghe, còn càng thêm tùy tiện ngang ngược, muốn lên đỉnh cao nhất của đại hạ, thèm muốn ngai vàng phượng hoàng. Các vị hội trưởng minh giám, cho loại người như vậy vào hàng ngũ cao cấp của đại hạ chúng ta, điều này làm sao có thể cho phép hắn sống sót trên đời này chứ? Tùy tiện ngang ngược. Nói hay lắm, Tần thiếu, ngài thật sự đã mở mắt cho tôi rồi đấy. Tần thiếu, ngài có biết người này rốt cuộc là ai không? Hắn, một kẻ vô danh ở Thượng Kinh, dựa vào sự cứu trợ của tập đoàn Giang Thị mà sống qua ngày trong thế gian này, là một chủ quán trọ. Hắn có thể cùng ta và những quý tộc này đứng trên sân khấu, đã là dĩ hạ phạm thượng. Tần thiếu, ngài nói vậy không phải là quá đáng sao? Xong rồi, 4 lão giả này hình như rất không vui. Tiền bối, cần tôi làm gì? Tề gia sẽ cùng ngài chung hoạn nạn, tôi không thẹn với lòng mình, họ có thể làm gì tôi chứ? Tiền bối làm việc cần gì phải lo, lúc này nhịn nọt chẳng phải gian cũng là trộm thôi. Có người nào đó đang ghen tị tôi cùng tiến cùng lui với tiền bối, liên quan gì đến cô? Tôi thấy cô cũng có ý nghĩ xấu xa gì đó. Không gian không trộm thì cũng là kẻ gian, tôi chỉ kính trọng. Các vị hội trưởng, các vị không biết đó thôi, người này không chỉ to gan lớn mật, tội đáng chết, còn tự tiện giả mạo lệnh bắt quái sơn hà, giả danh chủ Thiên Cơ Lâu, dòm ngó phượng hoàng cao đài này, muốn dùng thân phận hèn mọn đè đầu các đại gia tộc chúng tôi. Xin hỏi, làm sao chúng ta có thể để loại người này đè đầu chúng ta? Không đồng ý, chúng tôi là hào môn thế gia, vị cao quyền trọng, sao có thể để loại thấp kém này cưỡi lên đầu chúng tôi? Không đồng ý, những loại mèo chó như thế này cũng có thể đến đây, chẳng phải làm hỏng quy tắc của thương hội chúng ta sao? Đuổi ra ngoài. Giang gia Thượng Kinh, các người thất thế nào? Chủ ý của ngươi. Để tứ đại hội trưởng chất vấn Giang tiểu thư, nếu lâu chủ biết được, chẳng phải lột da ngươi sao? Muốn làm chúng ta chủ mẫu của Thiên Cơ Lâu, Giang gia còn chưa đủ tư cách. Trừ khi Giang tiểu thư này một lòng một dạ đối với lầu chủ của chúng ta, không rời không bỏ, như vậy thì chúng tôi mới đồng ý. Nếu cô ấy đối với lầu chủ của chúng tôi có hài lòng, Thiên Cơ Lâu của chúng tôi sẽ không tha cho cô ấy. Đúng vậy. Ê, vãi trưởng, nồi của tôi cháy rồi, cẩn thận, cẩn thận. Tôi phải tiếp tục xem TV. Giang gia ở Thượng Kinh, các vị thấy sao? Các vị hội trưởng, Giang gia của chúng tôi không quen biết loại đàn ông vô dụng này. Đúng vậy, Giang gia của chúng tôi nguyện cùng các đại gia tộc cùng tiến lui, mong 4 vị hội trưởng ra lệnh vĩnh điền đuổi tên rác rưởi thấp kém này ra ngoài, cho cậu cơ hội cuối cùng. Xin lỗi, rời khỏi đây. Nhược Nhi, em cũng như bọn họ cũng nghĩ rằng tôi đang vô lý gây sự, gây rối trật tự. 4 hội trưởng đã có mặt ở đây rồi, cậu còn muốn làm gì nữa? Họ làm việc của họ, tôi làm việc của tôi, nước giếng không phạm nước sông. Chẳng lẽ ngay cả cô cũng nghĩ tôi nên bị bọn họ kiêu căng đạp dưới chân để bọn họ sỉ nhục? Vậy cậu muốn thế nào? Mọi người sinh ra đều bình đẳng, không có cao thấp sang hèn. Dù là hội trưởng của 4 đại thương hội, họ trong mắt tôi cũng không xứng.
có thái độ cao ngạo, nói hay lắm tiền bối, không hổ là lâu chủ Thiên Cơ lâu, chỉ có tiền bối mới dám nói thế. Các vị hội trưởng, các ngài nghe thấy chưa, tiểu tử này dám mắng ông ấy, mong các vị hội trưởng bớt giận, đều là tại tiểu tử này. Mau đi, Tân gia ở Vân Hải đã bị các hội trưởng đánh bại, Giang gia của chúng ta không thể chịu được tội này. Trần Đường, nghe tôi khuyên một câu, nhanh chóng xin lỗi rồi đi đi, tôi không tin rằng trên thế gian này lại không có luật pháp. Nhược Nhi, hôm nay em hãy xem kỹ, bọn họ có thể làm gì tôi, được thôi. Nếu anh đã ngoan cố, thì đừng quản nữa, mọi chuyện đều do anh tự chuốc lấy. Đừng liên lụy đến Giang gia. Giang tiểu thư, chuyện này Giang gia thấy thế nào, người này to gan làm bậy, không biết hối cải. Giang gia sẽ cùng các vị tiến lui. Yêu cầu, trục xuất người này khỏi hội trường, để làm gương cho kẻ khác. Được. Các vị hội trưởng, đã như vậy, ý kiến đã thống nhất, vậy thì chúng ta, câm miệng. Xin mời lên ghế hội trưởng. Còn mời Trần Đường tiên sinh, lên đài Phượng Hoàng, đỉnh cao của Liên minh Thương mại. Xin mời lên ghế hội trưởng. Các vị hội trưởng, chuyện này là sao, chưa rõ ràng sao, dù là chuyện gì, ngồi xuống rồi hãy nói, dựa vào gì mà anh ta, ở trên chúng ta, chẳng lẽ, các vị hội trưởng, không định cho chúng tôi, một lời giải thích sao, chúng tôi làm việc, không cần giải thích với ai cả. Còn mời Trần Đường tiên sinh ngồi xuống, xin để chúng tôi, xử lý dần dần. Tiên sinh, chuyện này, sao có thể thế được? Trần Đường tiên sinh, chuyện này, là do đại hội thương minh của chúng tôi, xử lý không tốt, hy vọng tiên sinh, đừng để ý. Xin mời lên ghế trên. Tiền bối, ngồi xuống trước đã, để cho họ có cơ hội chuộc tội. Bốn lão già này, cũng khá hiểu chuyện đấy chứ. Đi, chúng ta cùng đi, cảm ơn tiền bối, ngày Tề gia phát đạt, cuối cùng đã đến. Được rồi, các ngươi đừng ngơ ra nữa, khoan đã. Để hắn ngồi ghế cao đài, ra lệnh chỉ huy, hắn dựa vào cái gì, đủ rồi, Tần Minh. Ngươi gây rắc rối cho Tần gia, còn chưa đủ sao? Hôm nay Tần gia của ta được mời, đến tham gia đại hội thương minh, các vị hội trưởng, chẳng lẽ thực sự muốn, bênh vực cho một người dân bình thường, mà chèn ép đại hạ, thế gia hào môn sao? Các vị hội trưởng, có phải là, có hiểu lầm gì không? Ngay cả Giang gia, ở Thượng Kinh, quý giá không phân biệt, các người thật là mù mắt, anh ta rốt cuộc là ai? Không cần biết anh ta là ai, các người đã phạm vào nghịch lân, tội không thể tha. Mấy lão già này, cũng khá là biết làm việc đấy chứ, nói chuyện, cùng với Tương Ngọc nhà ta, có vài phần giống, hai người nghĩ sao, giống như là cùng một thầy, dạy ra, thầy này, chọn cũng có phẩm vị. Hôm nay, tại hội nghị này, bất kỳ ai thiếu tôn trọng người trên đài này, nói lời vô lễ, tùy ý sỉ nhục, đều là đối địch với thương hội của ta, phải bị trục xuất khỏi thương hội, để làm gương cho người khác. Các người thật sự muốn khống chế giới thương mại đại hạ, muốn lấy mạng chúng ta đe dọa, phải không? Thật sự không coi chúng ta ra gì sao? Ngươi có biết Tần gia của ngươi đã phá vỡ quy tắc, tùy tiện ngang ngược trong hội nghị này, kiêu ngạo hống hách, đến lúc chết rồi mà vẫn không biết hối cải. Ngươi nói đến lúc là đến lúc, dựa vào cái gì? Dựa vào việc chúng ta nói thật, đuổi đống rác rưởi tầng đáy của xã hội này ra ngoài, hay là nhất định phải để người vô dụng ngồi lên đầu, những kẻ quyền quý cao cao tại thượng như chúng ta? Tần thiếu, với vị trí của ngươi, chưa hiểu rõ sự việc còn rất nhiều, chỉ cần các người liên kết mọi người để gây áp lực lên vị tiên sinh này, mưu đồ dùng quyền ép người cũng đủ để diệt tận gốc Tần gia ở Vân Hải, không còn một mống. Khẩu khí của các ngươi chẳng phải quá lớn rồi sao? Muốn diệt tận gốc Tần gia, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần gia của ta mãn môn quyền quý, quyền lực ngập trời, mặc dù không thể so với các người giàu có vô song, nhưng ở đại hạ, Tần gia của ta đã thâm căn cố đế, không ai có thể lay chuyển được địa vị của chúng ta. Tần gia của chúng ta năm xưa khởi nghiệp ở Vân Hải, từ một thương nhân nhỏ bé, chỉ trong mười mấy năm đã phát triển thành một thương hiệu lớn vươn khắp đại hạ. Ông trùm thương nghiệp dựa vào đệ nhất cao thủ đại hạ là thế lực của lâu chủ Thiên Cơ lâu, không trách Tần gia có thể dưới mắt quốc chủ trở thành gia tộc danh giá nhất đại hạ. May mà chúng ta cách xa cái tên phế vật đó. Tần gia chúng tôi không bằng các người bốn vị quyền uy, nhưng thế lực của Thiên Cơ lâu các người động vào được không? Thiên Cơ lâu nhìn khắp cả yến tiệc này, cả giới kinh doanh, cho đến cả đại hạ, ba chữ Thiên Cơ lâu ai dám không để vào mắt? Tần gia tôi bất tài,
Nhiều năm trước, được chủ Thiên Cơ Lâu trọng thưởng, không có sự hỗ trợ của chủ Thiên Cơ Lâu, Tần gia tôi làm sao tạo dựng nên ở Đại Hạ một thương gia khổng lồ của thế giới thương mại? Các ngươi muốn bảo vệ tên tiểu tử này, tức là chống lại Tần gia ta, chống lại Thiên Cơ Lâu, các ngươi không sợ gặp phải sự trả thù sao? Tần thiếu gia, có phải là tự tin quá rồi không? Tứ đại thương hội không thể đắc tội với Tần gia, vậy thêm Tề gia của ta thì sao, cũng không thể đắc tội sao? Vậy các ngươi có thể cùng nhau thử xem, chỉ là nếu Thiên Cơ Lâu truy cứu, các ngươi có gánh nổi tội không? Có Thiên Cơ Lâu làm chỗ dựa, các ngươi này muốn chèn ép ta, Tần Minh, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần gia chúng ta không thích làm những việc hống hách như vậy, các ngươi muốn thông qua tên phế vật này để chèn ép Đại Hạ thương hội, ta cũng có thể hiểu được, nhưng trước mặt Tần gia chúng ta, các ngươi muốn bảo vệ người này, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Láo xược, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Đương nhiên ta đang nói chuyện với hắn, một người chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Tên phế vật này hôm nay chẳng qua là bị các ngươi bốn cái gia hỏa biến thành công cụ, ngươi thực sự nghĩ rằng có chỗ dựa là có thể làm gì thì làm, không kiêng nể ai? Tôi chưa từng coi bất cứ ai làm chỗ dựa của mình, hơn nữa cũng không ai có thể làm chỗ dựa của tôi. Vậy ý của ngươi là tất cả quyền quý có mặt ở đây cộng lại ngươi cũng không coi ra gì? Cái gì là danh gia vọng tộc, giới tinh hoa, tôi sinh ra tự do, coi mọi người đều bình đẳng, ai có thể làm gì được tôi? Mọi người đều bình đẳng, không ngờ chi hướng của tiền bối lại lớn như vậy, ngươi thật kiêu ngạo, ngạo mạn vô tri. Bốn vị hội trưởng, nếu các ngài thật sự muốn lấy quyền thế áp người, tôi hoàn toàn có thể nể mặt các ngài mà bỏ qua cho hắn, nhưng người này hành động sằng bậy, dĩ hạ phạm thượng, không để chúng ta những nhà quyền quý này vào mắt, sao ta có thể chịu đựng? Đúng vậy, sao có thể chịu được hắn, tuyệt đối không thể chịu. Trần Đường thật sự nghĩ rằng không có bốn vị hội trưởng là có thể cáo mượn oai hăm, anh không phải thích sinh ra đã tự do sao? Vậy thì thể hiện thực lực thật sự đi, dù là quyền lực hay địa vị, xem thử rốt cuộc anh có thể thực sự áp đảo toàn trường hay chỉ là chỉ dám đứng sau lưng người khác làm kẻ yếu đuối. Tần thiếu, xử lý anh, chưa cần tiền bối ra tay. Nghe rõ đây tướng quân, chúng tôi theo lệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng 3 phút Tần gia ở Vân Hải bị lựa trừ khỏi Đại Hạ. 3 phút khiến Tần gia ta phá sản, các ngươi Long Kỵ quân còn chưa đủ tư cách. Tài sản của Tần gia phân bố khắp Đại Hạ, gia tộc dễ sâu khó gỡ, phạm vi liên quan, nền tảng ngành nghề vô cùng vững chắc, vượt xa tưởng tượng của người thường. Muốn trong 3 phút khiến Tần gia sụp đổ, Long Kỵ quân quả thật là ngông cuồng. Tần gia vẫn là đứng đầu tứ đại gia tộc, bốn đại hội trưởng cùng liên kết lại cũng chưa chắc tiêu diệt được thế lực của Tần gia. Ngươi, Đỗ Lăng Phi, tự ý dẫn binh tấn công Tần gia, ngươi không sợ quốc chủ hỏi tội mà mất đầu sao? Các ngươi là cái thá gì? Tần gia dù có thế lực lớn, quan hệ với cấp cao của Đại Hạ cũng đã ăn sâu bén rễ, dám động đến Tần gia, cả Đại Hạ cũng phải trao đảo. Ta, Đỗ Lăng Phi, còn chưa có gan dám ra tay với Tần gia, chỉ là chúng ta không làm được không có nghĩa là hắn không làm được. Tần tiểu thư, Đỗ tiểu thư, các người không cần bênh vực hắn như vậy, nói những lời buồn cười như vậy, mỗi người có mặt ở đây ai mà không biết hắn là người như thế nào, chẳng lẽ hắn thật sự có thân phận không thể tiết lộ? Tần Minh, ngươi hãy nhìn kỹ đi, người mà ngươi hôm nay đang khiêu khích rốt cuộc là ai? Còn về Tần gia của ngươi, 3 phút để xóa tên đủ rồi. Được, vậy để chúng ta xem người mà các ngươi tôn sùng như thần rốt cuộc có thân phận gì, có thể trước mặt Tần gia của ta khoe khoang quyền thế ngạo mạn vô đối. Chuyện gì vậy? Tần gia của chúng ta đột nhiên bị 4 tập đoàn lớn Đại Hạ Long Kỵ, 3 gia tộc lớn ở Vân Hải hợp lực tấn công, công ty không chống đỡ nổi. Ngươi nói gì? Họ nói rằng họ tuân lệnh của lâu chủ Thiên Cơ Lâu. Chuyện này làm sao có thể? Bây giờ ngươi nên hiểu rõ, người mà ngươi công khai khiêu khích rốt cuộc là loại người gì? Điều này sao có thể? Không có gì là không thể. Nhanh lên Tần Minh, hôm nay ngươi có thể đứng đây, đó là phúc của Tần gia các ngươi. Chỉ có điều hôm nay ngươi nhiều lần vô lễ, bây giờ ngươi nên rõ là ai đang phá rối trật tự đại hội, là ai không phân biệt tôn ti. Hắn dựa vào gì chứ? Hắn chỉ dựa vào sự cứu trợ của Giang gia mà tồn tại được. Một tên phế vật, ta biết rồi, là các ngươi. Các ngươi những người này liên thủ lại đối phó với Tần gia của ta. Cho dù là như vậy, ta vẫn không tin. Ngươi có tin hay không? Ngươi không phải đã thấy kết quả rồi sao? Thất đạo quần chúng, Tần gia các ngươi bất kể gặp phải vấn đề gì đều là do anh tự làm tự chịu. Nhà hắn làm sao rồi?
bị loại khỏi Vân Hải rồi. Tôi, cô có bản lĩnh như thế, sao không trả tiền cho tôi đi? Tiền bối, tôi đã. Chỉ là chút tiền nhỏ thôi, tôi không cần nữa, dù gì hôm nay, cô cũng giúp tôi, một việc lớn như vậy, chúng ta huề nhau. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối, chúng ta đi thôi, những kẻ như hắn, nên để cho hắn, tự diệt vong. Tần thiếu gia, chuyện này là sao vậy? Thiên Cơ Lâu. Hắn là người của Thiên Cơ Lâu. Người của Thiên Cơ Lâu, sao có thể được chứ? Ba, có chuyện gì vậy? Tần thiếu gia, chuyện này là sao? Tên phế vật đó không biết dùng thủ đoạn gì mà dám xông vào hội trường. Hắn liên kết với bốn đại hội trưởng và Long Kỵ Quân để đối phó Tần gia. Nghe nói, hậu thuẫn của hắn hiện nay là Thiên Cơ Lâu, sao có thể như vậy? Tần thiếu gia, tôi vừa mới nghe được tin này. Không lâu trước đây, Đỗ Lăng Phi và Tề Song trước sau vào khách điếm, đồng phúc của họ, họ cùng với Trần Đường, tên phế vật đó, âm mưu đã lâu, nói như vậy, Trần Đường có thể thực sự có liên quan đến Thiên Cơ Lâu, hắn có liên quan gì? Bây giờ, bên ngoài đều đang đồn rằng, phong ấn của Thiên Cơ Lâu sắp được giải trừ, lầu chủ Thiên Cơ Lâu sắp xuất hiện trở lại, tin tức thế gian, nhà trọ rách nát của Trần Đường, người đến người đi, chắc hẳn đã sớm biết, tin tức này, cố tình đặt bẫy, cho Tần gia. Khó trách bốn hội trưởng đối tên phế vật đó khách khách khí khí, hóa ra là mượn danh của Thiên Cơ Lầu. Chẳng lẽ họ không sợ sự trừng phạt của chủ Thiên Cơ Lầu sao? Trước mặt Đại Hạ Chí Tôn, bốn gia chủ và Tề gia chỉ như con kiến, chẳng lẽ họ không sợ chết sao? Không, Tề gia và bốn hội thương gia đến lúc đó hoàn toàn có thể giả vờ không biết, đẩy Trần Đường ra làm kẻ gánh chịu. Tôi đã nói mà, sao cảm thấy có gì đó không đúng? Hóa ra là họ muốn hợp tác với nhau đối phó với gia Tần gia của tôi. Tên sói trắng mắt này, không biết nhà tôi bao nhiêu năm nay đối xử với hắn tốt như thế, liên kết với người ngoài để đối phó với nhà chúng ta. Tôi nói thật, vẫn là Tần đại thiếu gia phù hợp hơn với nhà tôi. Tần gia hai nhà ưu thế bổ sung lẫn nhau, một khi liên hôn có thể kiểm soát một nửa nguồn tài nguyên thương mại của Đại Hạ. Hơn nữa, tôi đối Giang tiểu thư khuyên tâm đã lâu, có thể nhận được sự công nhận của cô ấy cũng là vinh dự của tôi. Tần đại thiếu gia, nói gì vậy, vốn dĩ là người một nhà, nói gì vinh dự hay không vinh dự, lâu chủ Thiên Cơ Lâu xuất quan, nhưng chúng ta là người quen cũ của ông ấy, tự nhiên sẽ được tôn trọng là thượng khách. Lần này, tôi sẽ mời cha tôi ra mặt, giúp chúng ta hai nhà xây dựng quan hệ tốt, đến lúc đó, có lâu chủ Thiên Cơ Lâu chống lưng cho tôi, thì tứ đại thương hội đều phải cúi đầu thần phục. Tôi thấy vẫn là Tần thiếu gia nghĩ thấu đáo, theo tôi thấy, việc hôn sự này nên nhanh chóng sắp xếp mới tốt. Bác ạ, chuyện này vẫn nên chờ cha con quay về rồi quyết định, dù sao cũng cần xem ý nguyện của Giang tiểu thư nữa. Vẫn là Tần thiếu nghĩ chu đáo, không như cái đồ vô ơn Bạch Nhãn Lang kia, nuôi hắn bao nhiêu năm rồi liên kết với người ngoài để đối phó với chúng ta. Nếu như Nhược Nhi có thể sớm ngày gả vào Tần gia thì chẳng phải sớm đã phất lên như diều gặp gió, đỉnh cao thành đạt rồi sao? Bác gái, bác nói đùa rồi, chỉ cần Nhược Nhi gật đầu, tôi nhất định sẽ cho Nhược Nhi một đám cưới hoành tráng nhất, để cô ấy hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý. Trần Đường, bao nhiêu năm nay, anh vẫn không hiểu rõ khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi cứ ngỡ, anh nói muốn tốt cho tôi, muốn tôi hạnh phúc, là thông qua nỗ lực và phấn đấu của chính anh. Bây giờ tôi mới biết, anh đã lăn lộn nhiều năm như vậy, mà vẫn không thành công là vì tất cả đều do anh tự chuốc lấy. Đối đầu với Tần thiếu và Thiên Cơ Lâu, đỉnh cao quyền lực của Đại Hạ, chẳng phải đều do anh tự hủy diệt sao? Trần Đường, cái tên phế vật đó, còn Đường Hoàng, nói gì mà sinh ra đã tự do, mọi người đều bình đẳng, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Đỗ Lăng Phi và Tề Song, đợi chủ Thiên Cơ Lâu xuất hiện, phá vỡ lời nói dối của hắn. Đến lúc đó, tôi muốn xem hắn có biểu cảm thế nào. Nếu không phải do họ Đỗ và họ Tề ủng hộ cái tên phế vật đó, tôi chỉ cần nhấc ngón tay là có thể bóp chết hắn, sao lại có thể cho phép hắn lừa gạt Giang tiểu thư lâu như vậy? Đúng vậy, những năm qua ngoài việc lừa dối tôi, hắn chẳng làm được gì. Trần Đường, đây là để cậu sống sót, cơ hội cuối cùng. Những năm qua, tôi đã hết lòng với cậu rồi, tôi không thể đánh đổi cả tương lai Giang gia để cùng cậu đi vào chỗ chết. Có lẽ chia tay với cậu là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Vở kịch cậu diễn sao rồi? Giang gia đã mắc câu chưa? Giang gia đã đồng ý, nhưng tại sao lại chọn liên hôn với Giang gia? Toàn là một đám thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trong giới kinh doanh có một đám thùng cơm như vậy.
Phế vật, đến cậu cũng nhận ra, Giang gia không phải là vật liệu kinh doanh, nhưng họ lại có thể, trong vài năm ngắn ngủi, leo lên hàng ngũ gia đình giàu có, ngay cả tôi cũng phải ngưỡng mộ. Họ dựa vào cái gì? Ý của ngài là, phía sau Giang gia, còn có cao nhân khác. Đúng vậy, Tân gia của chúng ta, ngày xưa có thể thăng tiến nhanh chóng, leo lên cao như bây giờ, giống hệt tình hình hiện tại của Giang gia, giống hệt tình hình hiện tại của Giang gia. Vậy nên liên hôn, chỉ là một cái cớ, vị đại nhân vật đó. Đúng vậy, gia đình nhỏ bé như Giang gia, sao có thể lọt vào mắt ta? Nếu không phải vì ta nhận được tin tức, phía sau Giang gia, có một tồn tại tối cao, đứng đầu đại hạ, Giang gia, muốn thương tính họ, chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ tiếc là làm phiền con. Ba, chuyện này không phiền gì cả, đợi đến khi tiếp xúc với người đó, chưa chắc con đã còn đối với Giang Nhược, có hứng thú nữa đâu. Không hổ danh là con của Tần đại nguyên ta. Tuy nhiên, tài sản của Tần gia chúng ta hiện đang bị tấn công tập thể, chuyện này không thể không phòng bị, chỉ là trò đùa giữa Tần gia và bốn đại hội trưởng mà thôi. Đến ngày mai, Tần gia chúng ta sẽ tái ngộ với vị đại nhân vật ấy, Tần gia sẽ thống lĩnh thương giới, đến lúc đó sẽ không còn Tề gia và bốn đại hội nữa. Ngày mai, đúng vậy, tôi đã nhận được tin, ngày gỡ phong ấn của Thiên Cơ Lâu chính là ngày mai. Tần gia chúng ta, với tư cách là cố nhân của vị đại nhân vật ấy, tất nhiên sẽ tự mình tham gia, để tổ chức một buổi lễ gặp mặt hoành tráng cho vị đại nhân vật này. Tôi còn muốn mời vị đại nhân vật ấy ban hôn cho con và Giang Nhược. Có đại nhân vật này làm chỗ dựa, hắn chính là sự dựa dẫm lớn nhất, để hoành hành cả đời. Tần Thiếu, mời ngồi mời ngồi, không giấu gì Tần Thiếu, Giang gia chúng tôi bây giờ đang rất căng thẳng, bác trai, sao vậy, gần đây không biết vì lý do gì, các gia tộc lớn lần lượt rút cổ phần, giá cổ phiếu của Giang gia tụt dốc không phanh, ngay cả những đơn hàng đã bàn xong, cũng đều bị hủy, Giang gia bây giờ, không trụ nổi nữa rồi. Đây là điều bình thường, tại hội nghị liên minh thương mại, bốn đại hội trưởng, không hài lòng với Giang gia, các gia tộc khác biết tin, chắc chắn sẽ có hành động, họ cũng sợ, vướng vào rắc rối, sao lại thế này, đều là do con sói trắng mắt ấy. Hiện giờ không lấy được vốn, hợp đồng cũng mất luôn, cổ phiếu của tập đoàn cũng sắp mất rồi. Giang gia đã tạo ra nghiệp gì mà có thể quen biết loại người đê tiện vô liêm sỉ như vậy? Cái này, Tần Thiếu, về hôn sự này, bác trai, bác yên tâm, Tần gia chúng tôi luôn luôn là những người giữ lời hứa. Nếu như chúng ta có hôn ước, thì bất kể Giang gia có chuyện gì xảy ra, Tần gia chắc chắn sẽ cùng với các người đồng cam cộng khổ. Tốt, Giang mỗ xin cảm ơn Tần Thiếu ở đây. Nhược Nhi, còn không mau rót trà cho Tần Thiếu. Con còn do dự gì nữa? Nếu không phải con dẫn Trần Đường, cái tên phế vật đó vào hội trường, thì Giang gia có phải gặp phải chuyện này không? Chuyện này phiền phức đến vậy sao? Bây giờ còn mặt mũi để từ chối nữa sao? Muốn làm tôi tức chết mới hài lòng à? Mẹ, con. Tần Thiếu, mời uống trà. Không cần khách sáo vậy đâu. Nhưng mà, dù có Tần gia làm chỗ dựa, nhưng tập đoàn giờ trở thành thế này, thì sau này Giang gia chẳng phải sẽ sa sút và không thể ngẩng đầu lên sao? Đừng lo, hôm nay tôi đến là để giúp Giang gia giải quyết vấn đề. Thưa bác, ý của cha tôi là, tối mai, Tần Giang hai nhà chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn. Đính hôn, đúng vậy, Tần gia chúng tôi muốn mượn dịp này ở đất Thượng Kinh để tổ chức một buổi tiệc cho một đại nhân vật đã bế quan từ lâu, Thịnh Đại Tiềm Long Yến Hội. Lúc đó, tất cả các lá cờ rồng của đại hạ sẽ cùng chứng kiến vị đại nhân này tái xuất nhân gian trong một cảnh tượng hoành tráng. Tiềm Long Hội, Tần Thiếu nói, chính là vị đại nhân được đồn thổi nhiều nhất gần đây ở đại hạ, lâu chủ Thiên Cơ Lâu. Tần Thiếu, không biết Giang gia của chúng tôi có vinh dự nào đến dự Tiềm Long Hội này để chiêm ngưỡng vị đại nhân này không? Tất nhiên, không chỉ vậy, cha tôi còn giúp các người thiết lập mối quan hệ tốt. Lúc đó, tôi sẽ mời vị đại nhân này chủ hôn cho Tần gia, tôi và Nhược Nhi sẽ cùng nhau kính rượu vị đại nhân này, như vậy thì con gái tôi chẳng phải là sẽ một bước lên trời sao, có thể cùng chia sẻ vinh dự với một đại nhân vật như vậy, thật sự quá cảm ơn Tần Thiếu, bác gái, bác khách sáo quá. Từ hôm nay, Tần Giang hai nhà cùng khí liên chi, đến lúc đó tôi sẽ ở yến tiệc giúp Giang gia lấy lại thiệt hại. Chỉ cần hôn ước hai nhà thành, Giang gia chắc chắn sẽ trở thành đỉnh cao của đại hạ. Vẫn là Tần Thiếu, Giang gia nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày có thể quen biết lâu chủ Thiên Cơ Lâu, một nhân vật như vậy,
không giống kẻ kia, ăn cơm người, làm việc không phải của người. Nhược Nhi, không cảm ơn Tần Thiếu đi. Tần Thiếu, cảm ơn anh. Nhược Nhi, từ hôm nay, hai nhà chúng ta, dù sao thì cũng là người một nhà. Được rồi, tôi sẽ về trước, chuẩn bị một chút, tối mai, gặp ở Tiềm Long. Anh là Trần Đường, lão gia nhà tôi có lời mời. Các người là, người của Tần gia, thuộc hạ của cha Tần Minh. Đi, đi xem sao. Lão gia, người đã được mang đến. Anh là, Trần Đường, đúng vậy. Tần Tổng, chú Tần, tướng quân Đỗ, song nha đầu, các người đúng là giỏi thủ đoạn. Tần Tổng, ông nói, là có ý gì? Tướng quân Đỗ đã lao khổ công cao, dựa vào sức mình, ngăn chặn cuộc tấn công của đại quân Tây Vực. Thật đáng nể. Chỉ là một, đại hạ Long Kỳ, dốc toàn lực, cũng chỉ phá hủy được. Tà thần Tây Vực, chỉ là một trong những nền tảng của hắn. Đại quân Tây Vực, Tần Đại Nguyên, ngươi bán nước cầu vinh, Tần gia ta, chỉ là vì việc kinh doanh của mình mà thôi, làm gì có chuyện bán nước. Nhưng ngươi, và song NS đầu, hại Tần gia ta, tốn kém rất nhiều, mới tạm thời ổn định được tình hình. Còn ngươi, ngươi là con chuột, suýt nữa đã làm hỏng đại kế của Tần gia ta. Cũng vì thế, Tần Minh tự gây họa, dựa vào thế lực gia tộc của các ngươi, làm điều ác, nhưng ngươi là cha, cũng có lỗi, ta phải nói. Tần gia các ngươi nên phá sản thì tốt hơn. Muốn Tần gia tôi phá sản, hãy hỏi bốn hội trưởng, dù họ có đứng đây, cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Còn cậu, là cái thá gì? Đúng, với các gia đình giàu có như các ngươi, tôi không thể so bì, nhưng tôi còn lương tâm, còn có nguyên tắc, không giống Tần gia các ngươi, vì lợi ích của mình mà thông đồng với giặc, sớm muộn cũng bị thanh toán. Tần gia chúng tôi chỉ là có giao dịch với người Tây Vực, cái mác thông đồng với giặc không thể gắn vào. Tần gia chúng tôi, chả trách Tần gia phát triển nhanh như vậy, bốn gia tộc đáng lẽ phải ngang hàng, thế mà Tần gia lại vươn lên dẫn đầu. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hóa ra chú Tần lợi dụng khó khăn của đất nước để kiếm tiền, với người Tây Vực lại làm ăn kiểu này, Tề gia chúng tôi thật sự được mở rộng tầm mắt. Tần Tổng, ông không nghĩ rằng những kẻ tiểu tốt này có thể ngăn cản được tôi sao? Phong thái của chiến tướng số 1 đại hạ, tôi đương nhiên không thể ngăn cản, nhưng tôi có một giao dịch, muốn nói chuyện với Trần Đường tiên sinh. Mọi người ra ngoài trước. Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu, tôi muốn nghe thử xem, tên bán nước này có kế hoạch gì. Tránh ra. Ý ông là gì? Ông muốn hối lộ tôi, ở đây có 1 tỷ, chỉ cần hợp tác với tôi, diễn một vở kịch, số tiền này tất cả sẽ là của cậu. Diễn kịch? Đúng vậy, tối mai, giả làm lâu chủ Thiên Cơ Lâu. Để tôi nói thật với ông, Thiên Cơ Lâu đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi, nhưng Tần gia chúng tôi vẫn cần mượn danh Thiên Cơ Lâu. Ông muốn tôi giả làm lâu chủ Thiên Cơ Lâu để tiện thực hiện kế hoạch của ông. Có thể nói như vậy, tối mai Tần gia chúng tôi sẽ tổ chức yến tiệc ở Thượng Kinh dành cho lâu chủ Thiên Cơ Lâu, tổ chức hội Tiềm Long. Anh chỉ cần đến lúc đó xuất hiện một vòng, 1 tỷ này sẽ là của anh. 1 tỷ đều cho tôi sao? Là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, Tần gia chúng tôi kính biếu ngài 1 tỷ, chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao? Nhưng tôi là giả mà, chỉ là diễn kịch thôi mà. Lệnh bài Long Đỉnh vân vân vốn là tín vật của Thiên Cơ Lâu. Anh có lệnh bài đó? Anh, chính là thật, lệnh bài đó của tôi là tôi tự khắc thôi. Vậy anh nên nghĩ cho kỹ. 1 tỷ này, anh phải làm bao nhiêu đời mới kiếm được? Anh chỉ cần diễn một vở kịch, anh có thể từ tầng đáy của xã hội nhảy vọt lên trở thành vạn nhân chi thượng, kiệt xuất. Muốn tôi giả làm chủ Thiên Cơ Lâu để lừa gạt mọi người, hoàn thành mưu đồ của Tần gia các người. Cứ đợi mà xem, tôi nhất định sẽ cho ông một vở kịch hay. Vậy số tiền này tôi sẽ lấy nhé, anh yên tâm. Giả làm chủ Thiên Cơ Lâu, đó là sở trường của ta. 3. Hắn ta đồng ý rồi. Chưa đồng ý, ngài còn cho hắn ta 10 tỷ. Chẳng phải là lãng phí sao? Dù hắn ta đồng ý hay không, tại hội Tiềm Long tối mai, ta sẽ dùng đầu của hắn ta để tế đao,
trừ diệt chủ Thiên Cơ Lâu, lập uy cho đại hạ, Tần gia ta sẽ đứng vững trên đỉnh cao của đại hạ. Tương Ngọc: tối nay tăng ca họp một cuộc, gì cơ? Chúng ta giả làm Thiên Cơ Lâu. Lão bản, anh có phải đang nghĩ đến điều gì? Gia chủ Tần gia bán nước cầu vinh, hắn muốn ta giả làm chủ Thiên Cơ Lâu để dễ bề thực hiện âm mưu của họ. Ta nghĩ chúng ta nên dùng kế của họ, vạch trần âm mưu của Tần gia. Thế chúng tôi phải làm gì? Đóng vai thuộc hạ của tôi, cô nghĩ mà xem. Khi tiệc bắt đầu, Tần Đại Nguyên mời tôi lên sân khấu. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhất định sẽ thông báo cho thiên hạ biết, cắt đứt đường sống của Tần gia. Nhưng chủ Thiên Cơ Lâu có thế lực lớn như vậy thì phải có vài thuộc hạ mới được chứ. Đúng vậy, các người bốn người đóng vai thuộc hạ của tôi. Tú Tài, cậu học nhiều thứ, giúp tôi nghĩ xem. Theo quy tắc trước đây, Thiên Cơ Lâu trong các đệ tử thân truyền chắc chắn có một người võ công vô địch thiên hạ. Đao thần, võ học, võ học. Ngươi, tôi, lương tháng này của tôi sẽ thêm 200 cho cậu. Cậu sẽ đóng vai đao thần, thế nào, có tự tin không? Đao thần diễn thế nào, có phải là hơi làm khó tôi không? Anh chỉ cần diễn thật tự nhiên. Tôi sẽ diễn chính mình. Có đao thần rồi, còn cần thêm một đệ tử của quốc sư, người học rộng biết nhiều, người học rộng biết nhiều. Tú Tài, thêm cho anh 200 nữa. Thêm cho tất cả các người. Ai diễn tốt sẽ được gấp đôi. Lão bản, chúng tôi đi diễn đây, liệu người ta có tin không? Sáng mai, Đỗ Lăng Phi và Tề Song sẽ đến, chúng ta sẽ diễn cho họ xem trước. Nếu họ tin, việc này coi như thành công một nửa. Đại Miệng, đổi biển hiệu của quán trọ Đồng Phúc thành Thiên Cơ Lâu đi. Được rồi, ngày mai mọi người phải thể hiện tốt nhé, ai không thể hiện tốt sẽ bị trừ lương. Quốc sư, thiên tượng như thế nào? Không phải nói rằng ngày mai là lúc lâu chủ giải phong ấn sao? Chưa đến lúc. Tiền bối, gọi tôi đến gấp như vậy là có chuyện gì sao? Thiên Cơ Lâu, tiền bối, ngài đây là... Ban đầu ta định lấy thân phận người bình thường để sống cùng các ngươi, nhưng kết quả chỉ nhận lại sự xa lánh. Ta không giả vờ nữa, ta chính là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, ta sẽ tiết lộ tất cả. Vân Hải Tề gia, Long Kỵ đại hạ, Đỗ Lăng Phi bái kiến lâu chủ, miễn lễ, ngồi xuống. Tiền bối, ngài đây là định tiết lộ với thế gian rằng, công bố thân phận của ngài, Thiên Cơ Lâu đã đóng cửa nhiều năm, cũng nên xuất hiện rồi. Dâng trà. Ngươi làm gì vậy? Dựa vào cái gì? Họ không phải quốc sư thì là đao thần, còn ta chỉ là một thị nữ. Nhìn cái gì? Muốn uống trà thì tự rót, chờ ta rót trà cho các ngươi à? Tiền bối, các người đang cosplay Thiên Cơ Lâu của ta thế nào? Thiên Cơ Lâu vốn dĩ là đại hạ chí tôn, chúng ta không dám nói bừa. Nói vậy thì với tầm nhìn của hai người sẽ không nghi ngờ thân phận của ta. Tiền bối là thiên mệnh, chúng ta sao dám nghi ngờ thân phận của ngài. Tốt, vậy ta sẽ giới thiệu một vài người bạn. Mọi người ra đi. Hai người đang làm gì đấy? Chú ý đến thái độ làm việc của các người. Đao của cậu đâu? Đao huyền thiết của chư thần, có 102 trên thế gian, là thần khí đỉnh cao mà các võ giả đại hạ theo đuổi. Chỉ có trước mặt tiền bối, thông thiên đại nhân vật như vậy, mới trở thành phế liệu. Món đồ phế thải này, cậu đừng mang ra nữa được không? Lát nữa tôi đổi cho cậu cái tốt hơn. Vậy đoán xem, vị này là ai? Đoán. Tiền bối, muốn thử xem, chúng tôi có mắt nhìn hay không, đúng không? Có thể hiểu như vậy, chiến thần số 1 đại hạ, từng trong lãnh thổ Tây Vực, đại chiến với 4 vị tà thần, suốt 3 ngày 3 đêm, không hề thua kém, với một thanh đao huyền thiết, đã tru sát 4 vị tà thần, đao thần. Nếu cô không nói,
Tôi cũng không biết làm sao mà bịa ra. Đúng vậy, chính là Thiên Cơ Đao Thần. Người này tôi biết, thương thông thiên hạ, kiểm soát mọi việc, uy thế của bốn gia tộc, nắm quyền bốn thương hội lớn, Phú Khả Địch Quốc, được gọi là người số một trong giới kinh doanh, Tương Ngọc Tỷ. Có nhớ ra điều gì không? Bốn thương hội lớn đều là người dưới tay tôi đấy. Nghĩ gì vậy chị? Lương tháng hơn 1.000 của chị mà lại lo chuyện cả nghìn tỷ. Đang mơ gì vậy? Đứng vững nào, tiền bối. Ngài đột ngột lộ thân phận là muốn cho mọi người biết rằng sự tồn tại của Thiên Cơ Lâu sao? Đúng vậy, tối nay tại Tiềm Long Hội, ta sẽ để Nhược Nhi biết bộ mặt thật của Tần gia. Của bọn họ. Các vị, đây chính là Vân Đỉnh Vương Cung mà Tần gia ta thiết lập tại Thượng Kinh. Tiềm Long Hội sẽ được tổ chức tại đây. Chờ một chút, ta sẽ giới thiệu vài đại nhân vật cho các vị. Tần thiếu, còn gọi gì mà đại nhân vật nữa? Mau vào trong tìm chỗ tốt đi. Nhân vật chính hôm nay là Đại Hạ Chí Tôn, là lâu chủ Thiên Cơ Lâu đó. Đúng vậy, chúng ta phải tranh vị trí trung tâm của sân khấu. Như vậy cũng tính là trước mặt chủ nhà làm quen mặt không phải sao? Các người đừng vội, cha tôi đã sắp xếp cho các người vị trí rồi. Mấy vị, xin mời bên này. Ê, Tần thiếu, tại sao mọi người đi cửa bên, còn cửa chính lại mở? Để Tần gia của tôi đón từ cửa chính và đi trên thảm đỏ vào hội trường. Chỉ có một người, đó là nhân tài của Đại Hạ. Chẳng trách mọi người đều đợi ở đây. Hóa ra là muốn ngắm trước phong thái của lâu chủ. Đúng vậy. Trần Đường, không ngờ anh dám tới thật. Hôm nay chính là ngày chết của anh. Không ai biết, rất tốt, nhưng có phải quá phô trương không? Này, có phù hợp không? Cũng không đúng lắm với thân phận của tiền bối, nhưng mà đây đã là chế độ tốt nhất của Tề gia. Trần Đường, sao anh lại đến đây? Anh định làm gì? Tần thiếu, hôm nay có thể từ thảm đỏ này bước qua, chỉ có hôm nay là vì đại nhân vật thông thiên. Chuyện của mấy hôm trước, tôi không định truy cứu, cũng không định tính toán với anh. Nhưng hôm nay, anh xông vào Tần gia của tôi, anh thật muốn chết. Xông vào, anh có biết không, yến tiệc Tiềm Long hôm nay là do Tần gia tổ chức, và cổng Tần gia chỉ mở cho vị đại nhân vật thông thiên kia. Anh không được phép tự tiện xông vào, còn dám mạo danh là Đại Hạ Chí Tôn. Trần Đường, muốn chết đến thế à? Tần thiếu, xin chú ý thái độ nói chuyện của anh. Người đứng trước mặt anh có tư cách hơn bất kỳ ai ở đây để nhận được sự kính trọng cao nhất của Tần gia. Bất phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, tôi thấy người đáng chết là anh. Có thể kín tiếng một chút không? Chúng ta đang giả vờ mà. Giả vờ, tôi sao lại xông vào đây được? Chẳng lẽ đây còn là nơi nào mà tôi không thể đến? Anh, mở mắt ra mà nhìn, đây là nơi nào? Anh có tư cách gì để đến đây? Anh là kẻ phản bội Giang gia, còn làm hại Giang gia, chưa đủ thảm sao? Chúng tôi không đến tìm anh rắc rối đã là rất tốt rồi. Anh còn dám xuất hiện nữa, ở ngay trước mặt chúng ta, phản bội Giang gia, nhưng sao tôi lại nhớ, chính tôi đã ngăn cản các người Giang gia, không bị loại người này lừa dối, nhưng các người lại vong ơn bội nghĩa, đuổi tôi đi. Trần Đường, tôi thật không ngờ, anh lại là loại người như vậy. Gia tộc danh giá tha thứ cho anh, đã là rất rộng lượng, nhưng anh vẫn không biết hối cải, lại dám quay về. Theo tôi thấy, anh chính là bị bỏ rơi, không nuốt nổi cơn giận này, cố tình đến đây gây rối, phá hoại Giang gia, vươn lên mạnh mẽ. Vươn lên mạnh mẽ, các người sao đến bây giờ, hình như vẫn chưa hiểu, các người đã trúng âm mưu của Tần gia, Giang gia cách cái chết không xa, quá đáng. Dù Giang gia có trăm điều không đúng, cũng không đến lượt anh, người có thân phận như vậy chỉ huy. Hơn nữa, ở đây là địa bàn của Tần gia, người có tư cách gì, dám lớn lối trước mặt Tần thiếu. Nhược Nhi, giữa ta và ngươi bây giờ, ngay cả cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không có, phải không? Quốc sư, đừng lo, để ta tính toán. Thiên mệnh khóa đã đứt, lâu chủ sắp xuất quan, đi nào, chúng ta đón tiếp lâu chủ. Giang Nhược, mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không có sao, còn ngươi thì sao? Ngươi còn định gây rối đến khi nào? Ta đã làm gì gây rối? Ngươi trước tiên cấu kết với Tể gia Vân Hải, tứ đại hội trưởng, làm khó Tần gia, giờ còn dám chạy đến giữa chốn đông người, mạo nhận là Đại Hạ Chí Tôn, lâu chủ Thiên Cơ. Ngươi có thể ngừng cái trò, giữ lại ý nghĩ đen tối của anh đi. Anh có biết không, trong lòng tôi, từ đầu đến cuối, anh chỉ là một tên hề đáng cười.
tôi có ý nghĩ đen tối. Tôi đã từng nói với anh chưa? Hãy nhìn nhận thực tế, hiểu rõ bản thân mình. Trong bữa tiệc sinh nhật, anh Mục vô tôn trưởng, nói năng vô lễ, làm tôi mất mặt trước hào môn thượng kinh, không ngẩng đầu lên được. Trong đại hội Sơn Linh, người Giang gia đã cho anh cơ hội rồi, để anh sống yên ổn. Nhưng anh thì sao? Anh dựa vào chức vụ của bốn hội trưởng, thế lực ngang ngược, làm cho Giang gia ta suýt tàn nát. Tại sao lại phải hết lần này đến lần khác, làm tôi thất vọng tột cùng. Anh có biết không, cái bộ dạng đáng thương, hèn mọn nhưng lại cố tỏ ra cao ngạo của anh, chỉ làm tôi thấy kinh tởm. Thiên hạ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hài nhi, đến một ngày thực sự trải nghiệm nỗi đau gan ruột đứt đoạn, chính là ngày khóa thiên mệnh này được giải phong ấn. Tiền bối, người đâu? Đập gãy chân người đàn ông này, kết thúc tiệc, giao cho cha ta xử lý. Tôi xem ai dám. Họ Tần kia, Vân Hải, không chỉ có Tần gia một cái hảo môn, hôm nay có tôi ở đây, tôi xem các người ai dám động đến anh ấy. Tần tiểu thư, nhớ năm xưa, tứ đại gia tộc Vân Hải, một vinh tất vinh, một mất tất cả mất, nhưng từ hôm nay, sẽ không còn cái gì gọi là tứ đại gia tộc nữa. Mọi người, Tần gia có tin tức đáng tin cậy, người nằm trên mặt đất này thật sự là lâu chủ của Thiên Cơ Lâu, thật sự là lâu chủ của Thiên Cơ Lâu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hồi đó trận chiến Mạc Bắc, nếu không phải là lâu chủ Thiên Cơ Lâu ra tay, đại hạ đã sớm diệt vong rồi. Bản lĩnh thông thiên triệt địa như thế, sao có thể là tên phế vật này được. Nghe nói trận chiến Mạc Bắc, chư thần đều đến, ngay cả cố tướng quân cũng không phải là đối thủ, bị đánh lui từng bước, một kẻ dựa vào Giang gia ăn trực chờ chết, làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Chính vì vậy nên Thiên Cơ Lâu từ đầu đến cuối đều là một trò lừa gạt, dù là việc kiểm soát kinh tế đại hạ hay trận chiến Mạc Bắc năm đó, tất cả những điều này không liên quan gì đến Thiên Cơ Lâu. Tôi biết các vị không tin, nhưng Tần gia của tôi sẵn sàng dùng tính mạng để đảm bảo những điều tôi vừa nói đều là sự thật. Tần gia của tôi hôm nay tổ chức Tiềm Long Yến chính là để trước mắt mọi người vạch trần cái gọi là lời nói dối của Thiên Cơ Lâu. Các vị xin hãy xem, là lâu chủ của Thiên Cơ Lâu, Tần gia của tôi hiếu kính 1 tỷ không phải là điều đương nhiên sao? Nhưng tôi là giả mà, Lệnh Long Đỉnh vân vân, bản chất là tín vật của Thiên Cơ Lâu. Ngươi có mảnh lệnh bài đó thì ngươi chính là, lệnh bài đó là ta tự mình khắc, điều này là thật hay giả? Giả, giả. Các vị, cái gọi là lâu chủ Thiên Cơ, hắn chỉ là một kẻ lừa gạt ngây thơ, mượn việc của người khác mà làm oai, hành động ác độc như vậy, chúng ta sao có thể dung tha? Lừa chúng ta bao năm nay, tuyệt đối không thể tha thứ. Thiên Cơ Lâu gì chứ, thực sự là một kẻ lừa đảo phế vật. Xin Tần thiếu dẫn đầu cắt đứt đường sống của hắn để chỉnh lại trật tự. Đúng vậy, cắt đứt đường sống của hắn. Tốt, đã là ý dân, Tần gia tôi sẵn lòng thay mặt cả đại hạ chu diệt người này để cắt đứt cái gọi là đường sống của Thiên Cơ Lâu, để chỉnh lại trật tự. Người đâu? Muốn chém giết người của Thiên Cơ Lâu ta, Tần gia các ngươi vẫn chưa đủ khả năng, đàn ông mà còn dám khoác lác, với quyền lực của Tần thiếu, giết anh cũng dễ như giết một con kiến. Đơn giản như vậy, anh cái tên nam nhân này, những năm nay anh đã tiêu tốn của Giang gia bao nhiêu tiền, chúng tôi coi như là đồ cho chó ăn. Nếu không phải Tần thiếu vạch trần anh, chúng tôi đã không biết dưới lớp da người của anh lại ẩn chứa một trái tim đê hèn như vậy. Những lợi ích mà anh nhận được từ Giang gia mấy năm qua, hãy trả lại hết, nói không chừng tôi sẽ xem xét những tình cảm của anh với Giang Nhược năm xưa mà cầu xin Tần thiếu để anh ấy thương xót, tha cho anh một đường sống. Tần Minh hắn không xứng để tôi cầu xin. Còn về Giang gia các người, nếu không phải mấy năm qua có Thiên Cơ Lâu của tôi âm thầm hỗ trợ, có thể đứng vững ở Thượng Kinh sao? Đứng vững ở Thượng Kinh sao? Thật nghĩ rằng Giang gia có thể trở thành hào môn Thượng Kinh là nhờ bản lĩnh của anh? Trần Đường, đừng giả vờ nữa, chuyện của anh Tần thiếu đã giải thích với chúng tôi rồi. Thiên Cơ Lâu vốn chỉ là một chuyện hư cấu, hàng giả tự thổi phồng, kẻ bán nước cầu vinh, lời của hắn các người cũng tin. Ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi tự hiểu rõ, thay vì phí lời ở đây, tốt hơn là nghĩ đến đường lui. Các ngươi liên quan đến chuyện của Tần gia, một khi thanh toán, Thiên Cơ Lâu không bao giờ nương tay. Ngươi muốn nói rằng thế lực khắp đại hạ cư ngụ tại Vân Hải là Tần gia đứng đầu bốn đại hào môn, thêm vào đó là Giang gia Thượng Kinh của tôi, trước mặt anh cũng không thoát khỏi
kết cục bị thanh toán. Tôi thấy anh, hãy nhìn vào gương đi, thật sự cho rằng mình là đại nhân vật rồi sao? Đừng diễn đến mức, ngay cả bản thân cũng tin vào điều đó, dù cho tất cả mọi người trong hội trường này cộng lại, cũng không bằng một phần uy lực của tôi. Đủ rồi Trần Đường, chuyện của Thiên Cơ Lâu đã được công bố khắp thiên hạ, tất cả mọi người ở đây, không ai tin, lời nói dối của anh, vẫn còn ở đây tự cho mình là đúng, muốn tiếp tục trò diễn này, nhưng ngươi có biết không, trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là một tên hề đúng nghĩa. Được rồi, không cần thiết phải nói những lời vô nghĩa này, thực lực sẽ chứng minh tất cả. Đến đây, đập gãy chân hắn, bắt hắn lại, dừng tay. Bốn vị hội trưởng. Ý gì đây, Tần gia của ngươi đã là đống xương khô, ngươi còn không biết hối cải. Nhưng tại sao ta lại thấy Tần gia của ta ngày càng sáng sủa, tương lai vô hạn, xem ra ý các ngươi hôm nay còn muốn bảo vệ hắn. Phải thì sao, trên địa bàn của Tần gia ta, muốn bảo vệ người mà Tần gia ta cần, các ngươi thật không sợ Tần gia ta ra tay với các ngươi sao? Ngươi nhất định phải tự tìm diệt vong trên đất của Tần gia tôi. Các ngươi muốn bảo vệ người, Chúa Giêsu đến cũng không bảo vệ nổi. Tôi nói đấy, anh dám, xem tôi có dám không? Người đâu, ra tay. Hôm nay, Tần gia tôi chính là muốn tiêu diệt Thiên Cơ Lâu, để chỉnh lại trật tự, lên đỉnh cao của đại hạ. Xin hỏi các vị, ai đồng ý ai phản đối? Tiền bối còn không ra tay à? Tôi ra tay, thì còn ai sống sót không? Vừa rồi còn run rẩy, bây giờ sao giống như thành người khác vậy? Khẩu khí cũng khác hẳn, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta làm sao chạy được? Người phải chạy là bọn họ. Đã vậy, không ai phản đối thì các người còn đứng đó làm gì? Ra tay đi. Thiên Cơ đã đến, cung nghênh lâu chủ xuất quan. Lâu chủ nào chứ? Sao có thể là, anh thật sự là đại hạ chí tôn. Lâu chủ Thiên Cơ Lâu, vậy nên những năm qua anh luôn giấu giếm thân phận của mình, cố tình giả vờ thiên mệnh tại thân, tôi cũng không thể giải gông cùm trời đất này. Huống chi trong mắt cô, thân phận quan trọng đến thế sao? Tôi chưa bao giờ quan tâm đến thân phận của anh. Tôi luôn ghi nhớ cảm tình của anh dành cho tôi, cảm tình giam ra các người đối xử với tôi đủ điều sỉ nhục, ép tôi vào đường cùng. Cảm tình cô nói ở đâu? Tần gia bán nước cầu vinh, mưu đồ thay thế Thiên Cơ Lâu, muốn đưa tôi vào chỗ chết, chúng tấn công tôi từ mọi phía, coi tôi như kẻ thù, cắt đứt con đường sống của tôi. Cảm tình cô nói, rốt cuộc ở đâu? Từ lúc tôi bước vào cửa, tôi và cô đã cắt đứt ân tình, tôi nể tình cô và tôi, tình cảm ngày xưa, bỏ qua mọi chuyện. Nhưng giang ra các người. Giang Sơn, bây giờ anh còn nghĩ rằng, tôi cần cầu xin Tần Minh, ban cho tôi đường sống sao? Giang Đại Nhiên, tôi đã làm liên lụy giang gia của ông nhiều năm. Món nợ này, ông muốn tính với tôi thế nào? Giang gia xong rồi. Giang gia của chúng ta thật sự, mắt không có tròng, chúng ta đã làm cái gì vậy? Tần Minh. Không thể nào, thông tin của Tần gia tôi không sai. Tất cả những điều này, không thể là sự thật. Chỉ cần tung tin đồn nhỏ, là có thể khiến các người, Tần gia bị lộ ra, quá dễ dàng, bị mắc lừa rồi. Thì ra tất cả là kế hoạch của anh, không tính là mưu kế gì cả. Thân phận của tiểu lâu chủ là bí mật Thiên Cơ, không thể tiết lộ. Tần Minh, Tần gia của ngươi bán nước cầu vinh, gây rối loạn trật tự đại hạ, mong muốn dùng sức mạnh gia tộc chiếm đoạt đất đai đại hạ, để lại cho các ngươi chỉ có con đường chết. Vẫn là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không thể giết ta, các ngươi không giết được ta. Tần gia của ta tồn tại ở đại hạ nhiều năm, làm sao có thể thua một kẻ chỉ biết trốn sau lưng người khác? Hơn nữa cha ta đã sớm gia nhập Tây Vực Tà Thần, các ngươi không thể nào giết được ta. Cha, người ở đâu? Mau đến cứu con. Đừng tưởng tượng nữa, tất cả người của Tần gia sẽ bị trừng trị ngay tại chỗ. Tần gia của ngươi bị xóa tên khỏi đại hạ. Không thể nào, Tần gia đã hoàn toàn sụp đổ. Mau chạy đi, đi tìm Tây Vực Tà Thần. Chỉ cần các người liên thủ, Tần gia nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Ba ơi! Không cần phải tốn công nữa. Là anh đã lừa tất cả chúng tôi. Chờ đấy, Tà Thần Tây Vực nhất định sẽ báo thù cho Tần gia. Giúp tôi nói với hắn. Trong lãnh thổ đại hạ, Thần Minh cấm hành. Cung nghênh lâu chủ. Quốc chủ có lệnh, đại hạ nguy cấp, cung thỉnh lâu chủ Thiên Cơ Lâu
phụng chỉ Tiêu Phỉ, chinh phạt Tây Vực, dẫn binh xuất trận. Trần Đường: cảm ơn cô đã giúp tôi giải phong ấn này. Có lẽ cô nói đúng, tôi và Giang Gia các người từ trước đến nay không phải là người cùng đẳng cấp. Xuất chinh Tây Vực, kẻ xâm phạm đại hạ. Tuy xa tắc chu.